vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 29. Phía bên kia, Trần Tống Thu đột nhiên trượt, may mắn phản ứng nhanh, kịp thời bắt được cành trúc, dù là như thế, cũng là cả người toát mồ hôi. Tiểu Thu, không sao chứ? Sở Trần hỏi, Tống Thu có chút thở hồng hộc, loại truy đuổi chiến dưới cường độ này, Sở Trần có thể kiên trì được, nhưng hắn không được. Em, không sao, Tống Thu cắn răng kiên trì. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Tiếu Âm Kỳ đang xông tới, ánh mắt lạnh lẽo. Anh rất tò mò vì sao Tiếu Âm Kỳ lại ăn gian húm dám ở trước mặt mọi người muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, nhưng hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên rất khó có được đáp án. Chúng ta cũng chơi đủ rồi, đi xuống thôi. Sở Trần không có luyến chiến, thực lực hiện tại của anh, cũng không có cách nào chống lại võ đạo tông sư. Ánh mắt Tống Thu hiện lên một trận không cam lòng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua điểm cao nhất của lôi đài. Mặc dù biết thực lực chênh lệch, nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, Tống Thu vẫn có một tia chờ đợi, hy vọng có thể đi theo anh rể, đứng trên đỉnh lôi đài. Phi, lão cậu ỷ lớn hiếp nhỏ, cho anh rể vài nắm, anh rể nhất định có thể đánh đa vần răng vãi đầy đất. Tống Thu nghiến răng nghiến lợi, trên khán đài, lòng bàn tay Tống Nhan vẫn luôn đổ mồ hôi, Tiếu Âm Kỳ truy kích Sở Trần, không chút lưu tình, ngay cả một người hoàn toàn không hiểu công phu như cô cũng có thể nhìn ra. Trên lôi đài, từng cây trúc đứt gãy vang lên, chấn động lòng người. Chân Tống Thu đột nhiên trượt xuống, càng liên lụy đến nội tâm của mọi người. Hạ Bắc nắm chặt kính viễn vọng, không lên tiếng. Trên lôi đài chỉ còn y ại 13 con sư tử. Hạ Ngôn Hoan thán một tiếng, Sở Trần nếu có thể kiên trì thêm một chút, liền có thể đứng trong top 10. Tại thiên sư thịnh yến cường giả như mây này, nếu lấy được top 10, cũng là một loại vinh dự a. Con người Tô Nguyệt Nhàn phát sáng nhìn Sở Trần, con rể tốt, con phải cố lên a. Tống Tà Dương nhìn thoáng qua Tô Nguyệt Nhàn, bà đã thay đổi. Tiêu Tiền Bối, giết hắn đi. Hoàng Ngọc Hằng ngồi trên xe lăn, khuôn mặt dữ tợn, sát khí tràn ngập toàn bộ khuôn mặt, hai tay nắm chặt tay vịn hai bên xe lăn, khẽ run rẩy. Hắn là con kiêu ngạo của thiên đàng, hào quang rực rỡ. Nhưng một lần rơi vào bóng tối, Hoàng Ngọc Hằng không thể chịu đựng được sự thật này. Hắn muốn trả thù, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Sở Trần đi chết. Trên lôi đài, Tiếu Âm Kỳ chân đạp cửu dương bộ, vung quyền đánh ra hào quang nóng rực, đến gần Sở Trần. Muốn rời khỏi lôi đài. Được, chết đi, thanh âm của Tiếu Âm Kỳ vang lên bên tai Sở Trần. Khi còn sống ngươi không chịu giao dịch với ta, nhưng ta tin, sau khi ngươi chết, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thanh âm dày đặc, sát khí giảng đằng, đồng tử Sở Trần co rụt lại. Anh không rõ ý tứ của những lời này của Tiếu Âm Kỳ. Nhưng, công kích của Tiếu Âm Kỳ đã tới, Sở Trần không thể suy nghĩ nhiều. Ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim quang hiện lên. Ảm, giữa sư tử và sư tử, va chạm dữ dội. Một tiếng đối oanh kia, tựa như hỏa tinh đụng vào địa cầu. Mọi người đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Ngay khi Sở Trần lập tức bị hoàng gia sư tử đuổi kịp đánh chúng, dĩ nhiên có người ra tay can thiệp. Đó là ai? Không ít ánh mắt trong nháy mắt tập trung lại. Thanh ảm chủ chi hiện trường càng thêm kinh hô thành tiếng, chúng ta xem xảy ra chuyện gì. Sư tử hoàng gia bị một con sư tử thần bí chặn. Ai, con sư tử vàng thần bí này có lai lịch gì? Mọi người xin chờ một chút, trong tay tôi hiện tại còn không có tư liệu về con sư tử này. Trước khi hắn ra tay, hắn chính là một con sư tử bình thường không có gì lạ. Nhưng hắn lại có thể ngăn cản một kích toàn lực của sư tử hoàng gia. Quả lợi hại, sư tử có thể đi tới bước này, quả nhiên đều không tầm thường. Trung Quốc thật đáng sợ, cuồng sư châu Phi sớp càng thêm run rẩy. Không chỉ người dẫn chương trình, khán giả tại trường quay cũng không có ấn tượng gì về con sư tử vàng này. Hắn làm sao lăn lộn đến bây giờ? Trời ạ, nếu như không phải hắn ra tay, tôi cũng không biết trên lôi đài còn có một con sư tử màu vàng như vậy. Cao thủ quả nhiên khiêm tốn. Cung Thường Hồng nhìn thoáng qua người đàn ông nho nhã Sở Khai Bình bên cạnh, khẽ mỉm cười. Hắn tuy rằng không biết dụng ý Sở Khai Bình ảm như vậy, nhưng mà, hắn có thể khẳng định, con sư tử màu vàng này, chính là xuất phát từ tay Sở Khai Bình. Trên lôi đài, Sở Trần nhìn con sư tử màu vàng này, thần sắc cũng mang theo bất ngờ. Anh quả thật thật không ngờ, lúc này dĩ nhiên sẽ có người xuất thủ giúp anh. Không đợi Sở Trần mở miệng. Thanh âm Tiếu Âm Kỳ đã trầm thấp quát lạnh, ngươi là ai? Đường đường võ đạo tông sư, thế nhưng ở trên lôi đài vạn người chú ý, gắt gao đuổi theo không buông một tiểu bối ngay cả tiên thiên cũng chưa tới. Đầu sư tử của Tư Đồ Nguyên Minh lắc lắc vài cái, ta nhìn không được.
Thần sắc Tiếu Âm Kỳ trầm xuống, đó là ân oán cá nhân của ta và hắn. Tiếu Âm Kỳ kiềm ép phẫn nộ trong lòng. Nếu không phải vừa rồi Tư Đồ Nguyên Minh ra tay làm cho Tiếu Âm Kỳ nhận ra đối phương cũng là võ đạo tông sư, hắn mới sẽ không phí nhiều lời nón như vậy. Tư Đồ Nguyên Minh trầm ngâm một lát, nói ta mặc kệ. Tiếu Âm Kỳ nắm chặt nắm tay, trong lúc bất chợt khởi động, muốn vòng qua Tư Đồ Nguyên Minh, tập kích Sở Trần. Tư Đồ Nguyên Minh sớm nhìn chảm chú vào hành động của Tiếu Âm Kỳ, trực tiếp ra tay ngăn cản. Chiến đấu giữa võ đạo tông sư, trong khoảnh khắc bắt đầu. Tình thế trên lôi đài đột nhiên biến đổi. Sở Trần rảnh rỗi, anh vòng trên một cây chu, nhìn Tiếu Âm Kỳ cùng Tư Đồ Nguyên Minh chiến đấu. Anh rể, anh có biết người kia nọ không? Tống Thu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, bước ngoặt bất chợt xảy ra này làm hắn có loại cảm giác giống như nằm mơ. Sở Trần lắc đầu, hắn thật sự chỉ là nhìn không vừa mắt a. Tống Thu ngây người, một lúc lâu sau, hưng phấn nở nụ cười, quá tốt rồi, Tiếu lão cẩu báo ứng a. Trận truy đuổi trên lôi đài chấm dứt, Tiêu Âm Kỳ bị một con sư tử thần bí vốn bình thường không có gì lạ quấn lấy, một màn này làm cho thần sắc mọi người trong hoàng gia trở nên đen sạm trầm thấp, nhất là Hoàng Ngọc Hằng, càng tức giận đến ngực không ngừng run rẩy. Hoàng Dương một mực nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Hằng, sợ Hoàng Ngọc Hằng lập tức thở không nổi. Đáng chết, là ai đang giúp Sở Trần? Hoàng Ngọc Hằng nghiến răng nghiến lợi. Bên kia, Triệu Sơn cũng là thần sắc phẫn nộ, nhìn Sở Trần trên lôi đài. Thần sắc ghen tị không gì sánh được. Ầm 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 ầm, ngay khi Tiếu Âm Kỳ cùng Tư Đồ Nguyên Minh kịch chiến, trên lôi đài chỉ còn lại 8 con sư tử cuối cùng. Sư vương Nam Mỹ Triệu Phương chiến đấu với sư vương lĩnh Nam Lâm Viêm. Nhà vô địch trước đỏ Điền Bạch Quang một mình đối đầu với Đặc Lãng tiên sinh Ục Châu cùng sư vương Châu Âu Enro. Sư tử hoàng gia đối chiến bình thường không có gì lạ với sư tử vàng Bí Ẩn. Người cuối cùng chính là Sở Trần đang theo dõi trận đấu. Nguyện vọng của Sở Trần đớ trở thành sự thật. Tống Nhan đột nhiên cười nhạo một tiếng, anh ấy thật sự đang xem kịch. Các người nói lúc này, nếu như Trần Ca xông lên hái thanh, Hạ Bắc lại có một ý nghĩ to gan. Vậy thì hắn sẽ bị giết. Hạ Ngôn Hoan nói, mấy sư vương này tuy rằng đang tranh đấu, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không trơ mắt NSLN Sử Trần Ngư ông đặc lợi ngồi thu lợi nhuận. Nếu như Sở Trần đi lên, bọn họ nhất định sẽ tạm dừng tranh đấu, trước tiên đưa Sở Trần xuống. Tiếng hò reo hò của khán giả lại đến một làn sóng cao trào. Ánh mắt Sở Trần tuyệt đại đa số dưới tình huống vẫn rơi vào sư tử màu vàng chiến đấu kịch liệt với Tiếu Âm Kỳ. Anh cũng mơ hồ có chút đoán được thân phận của con sư tử màu vàng này. Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ của cô Đào? Sở Trần nhịn không được suy đoán. Dù sao, nếu như đối phương là người cục đặc chiến an bài tiến vào, hiện tại ra tay giúp anh, mà anh cũng có quan hệ với cô Đào. Anh dè, trận chiến này thấy thế nào? Tống Thu ngồi trên một cày trúc bên cạnh Sở Trần, cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hiện trường trận chiến. Trên khán đài, không ít người nhìn thấy tư thế ngồi của Sở Trần và Tống Thu, nhịn không được phốc cười ra tiếng. Sở Trần giống như thoáng cái bị lạnh nhạt nhìn giống như một con sư tử đang ngủ trên lôi đài. Điều này cũng quá vui, nhưng, cũng có người chỉ trích, một vị lãnh đạo trên đài chính trực tiếp tức giận lên tiếng, trên lôi đài sao có thể đùa giỡn như vậy. Quá không có tinh thần cạnh tranh. Sau khi xuống, phải nghiêm túc chỉ trích con sư tử Tống gia này. Một lãnh đạo khác cũng trầm giọng lên tiếng. Đây đâu phải là một con sư tử, hắn rõ ràng chính là một con cá muối. Sở Khai Bình cười tủm tỉm nói một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cung Thường Hồng ngây ngần cả người. Hắn chưa từng nghe Sở Khai Bình nói giỡn như vậy. Hắn nghe ra, hai lãnh đạo phía trước là thật sự đang phê bình. Nhưng Sở Khai Bình rõ ràng là mang theo vài phồn trêu chọc. Trên lôi đài đột nhiên vang lên một trận thanh âm cây trúc liên tục đứt gãy. Khán giả phát ra âm thanh kinh hô không ngừng. Sở Trần cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, đồng tử khẽ co rụt ỉ ải. Người bị đánh ngã chính là sư vương lĩnh Nam Lâm Viêm, thực lực của hắn trung quy vẫn hơi kém một bậc, một chiêu không cẩn thận, đã bị Triệu Phương Tuyền bắt được sơ hở, một quyền đánh rơi 10 mét, mới khó khăn ổn định thân thể. Triệu Phương Tuyền cũng không nóng lòng xông lên trên, mà cúi đầu, thần sắc mang theo khinh miệt cười một tiếng, dưới tiếng chiêng trống, dùng ngôn ngữ võ sư lay động khiêu khích vài cái. Nhất thời khiến cho bốn phía một trận thanh âm bất mãn. Quá kiêu ngạo, sư vương Nam Mỹ này, đáng tiếc Lâm sư phụ không phải là đối thủ của hắn a. Lâm sư phụ, liều mạng với hắn, cũng có người ủng hộ Triệu Phương Tuyền phát ra thanh âm khen ngợi. Làm rất tốt, Triệu gia có con, uy trấn khắp nơi.
Triệu Phương Tuyền thật sự quá xuất sắc. Lâm Viêm ngẩng đầu, cảm nhận được đối phương khiêu khích, cắn răng mạnh mẽ, tung người nháy lên, lại một lần nữa xông lên. Nhưng mà, hắn đã bị thương, càng không phải là đối thủ của Triệu Phương Tuyền, cuối cùng bị Triệu Phương Tuyền đá xuống lôi đài, một ngụm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chức vô địch thuộc về Nam Mỹ. Triệu Phương Tuyền nở nụ cười, tùy ý kiêu ngạo. Dưới sân lại là một trận kinh hô ào ào. Tư Đồ Nguyên Minh đột nhiên đổi chiêu, đánh Thiếu Âm Kỳ lui một đoạn. Có ta ở đấy, hôm nay ngươi không động được Sở Trần. Tư Đồ Nguyên Minh nhìn Thiếu Âm Kỳ, nếu ta là ngươi, tự mình đi xuống, giữ lại chút thể diện cho mình. Thần sắc Thiếu Âm Kỳ âm trầm, thiên tính vạn tính, lại không ngờ, nửa đường dĩ nhiên có người lao ra phá vỡ kế hoạch, thực lực của đối phương còn hơn hắn một bậc. Nếu thật sự quyết tâm muốn ngăn trở mình đối phó Sở Trần mà nói, hắn còn thật sự không có một chút biện pháp. Trừ khi con người Thiếu Âm Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyên Minh, một lát sau, chậm rãi nói, ta nói rồi, đây chỉ là ân oán cá nhãn của ta và Sở Trần. Tư Đồ Nguyên Minh nhẹ nhàng, lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì ngươi chưa chắc ngăn được ta. Thiếu Âm Kỳ đột nhiên lao ra, giống như sư tử được xuống núi, nhào về phía Tư Đồ Nguyên Minh. Trong tốc độ ánh sáng, miệng sư tử đột nhiên có một con rắn nhỏ đen kịt bay ra, tốc độ cự nhanh bay về phía Tư Đồ Nguyên Minh. Đồng tử Sở Trần chợt co rụt lại, hắc phu linh xà. Nhân vật số 2 phái Thanh Dương được xưng là đại phái chính thống, lại hiểu được kỳ thuật của phái hắc phu. Sở Trần tựa hồ đột nhiên hiểu được vì sao Thiếu Âm Kỳ muốn có được kỳ thuật cửu huyền môn minh học được, bản thân Thiếu Âm Kỳ vẫn luôn tìm hiểu học kỳ môn thuật. Trong nháy mặt hắc phu linh xà bay ra, ánh mắt Tư Đồ Nguyên Minh lạnh như báng vài phần, lòng bàn tay xuất hiện một thanh chủy thủ, hào quang chợt lóe. Hắc phu linh xà bị chém thành hai đoạn, Tư Đồ Nguyên Minh xoay người chủ động phản kích Thiếu Âm Kỳ. Sắc mặt Thiếu Âm Kỳ khẽ biến, hắn tiếp xúc với kỳ môn thuật thời gian cũng không dài, vốn tưởng rằng hắc phu linh xà có thể khiến Tư Đồ Nguyên Minh trở tay không kịp, không nghĩ tới lại bị đối phương dễ dàng hỏa giải. Nó ỷ thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thế tấn công của Tư Đồ Nguyên Minh giống như cuồng phong bão táp về phía Thiếu Âm Kỳ. Thiếu Âm Kỳ không dám khinh thị, toàn lực ứng đối. Đụp, bụp, bụp, công phu của phái Thanh Dương giống như cửu dương nóng rực, mà giờ phút này Tư Đồ Nguyên Minh lại giống như người khổng lồ, tay cầm mũi tên, bắn rơi mặt trời chói chang. Đây mới là võ đạo tông sư thật sự a. Sở Trần nhịn không được cảm thán, nhìn Tư Đồ Nguyên Minh cùng Thiếu Âm Kỳ đánh nhau, trong lòng mơ hồ có mấy cảm giác rõ ràng ngộ ra. Sở Trần nhẹ nhàng nhấc tay lên, anh có loại cảm giác lập tức có thể bước vào tiên thiên. Không bất ngờ, một chiêu cuối cùng Thiếu Âm Kỳ không cẩn thận, trực tiếp bị Tư Đồ Nguyên Minh đạp xuống lôi đài. Cơ hồ đồng thời, trận chiến giữa Điền Bạch Quang cùng Đặc Lãng Tiên Sinh, Enro cũng phản ra thắng bại. Quán quân giới kinh doanh Điền Bạch Quang cuối cùng cũng là hai quyền khó địch lại bốn tay, bị hai đại sư vương liên thủ đánh xuống lôi đài. Trên sân vang lên một trận thanh âm ào ào. Điền Bạch Quang là một cú đấm mạnh a, ngoại trừ Triệu Phương Tuyền ra, thực lực của hắn vốn là mạnh nhất mới đúng, không nghĩ tới lại bị vây công. Trên lôi đài chỉ còn lại 5 con sư tử, sư vương Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền, túy sư Đặc Lãng Tiên Sinh Úc Châu, sư vương Châu Âu Enro, cùng với sư tử máu vàng kia ỷ ạm gọi là sư vương Trung Quốc, còn cỏ sư vương cá muối, Sở Trần. Sở Trần sắp khiến tôi cười chết, ngay từ đầu hắn đã bị dây truy đuổi. Hiện tại người truy đuổi hắn bị đánh xuống lôi đài, mà hắn ngược lại còn không sao. Sắc mặt mọi người hoàng gia trở nên đen sầm, ngay cả Thiếu Âm Kỳ cũng thất bại. Mệnh Sở Trần không nên chết sao? Hoàng Giang Hồng lẩm bẩm nói, nắm chặt bình nông phu Sơn Tuyền trong tay. Hắn vận chó gì, dĩ nhiên có người thay hắn ra mặt. Hoàng Ngọc Thần cũng tức giận không nhẹ. Hôm nay hoàng gia trên dưới, đều đến vì xem Sở Trần rơi xuống. Nhưng cuối cùng người bị đá xuống đài cao lại là Thiếu Âm Kỳ. Thiếu Âm Kỳ đớ sỡ sư tử ra, ném xuống đất, thân thể đứng sừng sững, ngẩng đầu nhìn phía trên, thần sắc âm trầm, không nói gì. Sát ý trong mắt lại càng lúc càng nồng đậm. Sở Trần, ta không tin hắn có thể một mực che chở ngươi. Thiếu Âm Kỳ hạ quyết tâm, nếu không cách nào chém giết Sở Trần tại Thiên Sư Thịnh Yến, như vậy, bất kỳ thời gian kế tiếp nào, đều có thể là thời điểm Sở Trần chết. Nói tóm lại, Sở Trần phải chết. Trên lôi đài, ngoài Sở Trần, 4 con sư tử, mỗi người đứng ở một vị trí, giữa bọn họ sẽ triển khai chiến đấu cuối cùng, tranh đoạt danh hiệu sư vương cuối cùng. Về phần Sở Trần, tạm thời bị bỏ quên, 4 người còn lại, đều là võ đạo tông sư A, không biết danh hiệu sư vương cuối cùng rơi vào nhà ai.
đấu tranh ác liệt, lập tức triển khai. Trận chiến hết sức căng thẳng. Triệu Phương Tuyền dẫn đầu động, dưới tiếng chiêng trống, xông về phía Từ Đổ Nguyên Minh. Không hổ là Triệu Phương Tuyền, hắn trực tiếp chọn một đối thủ cường đại nhất, Sư Vương Trung Quốc thần bí. Giọng nói của người dẫn chương trình cao vút vang lên, không biết hai người bọn họ chiến đấu, thanh âm của người dẫn chương trình dừng lại một chút, một giây sau trực tiếp hô to chuyện gì xảy ra vậy. Đặc Lãng tiên sinh Úc Châu, cũng phát động tấn công về phía Sư Vương Trung Quốc. Còn có Sư Vương Châu Âu Enro, mục tiêu của hắn cũng là Sư Vương Trung Quốc. Hiện trường trực tiếp vang lên một trận thanh âm ào ào, vang vọng khắp mây trời. Tam đại Sư Vương, đồng thời phát động tiến công về phía Sư Vương Trung Quốc. Thật vô sỉ, không biết xấu hổ. Lấy ba đánh một A, bọn họ cuối cùng rõ ràng chính là muốn đánh Sư Vương Trung Quốc xuống lôi đài kìa, Sở Trần không tính. Sư Vương tranh bá được tổ chức ở Trung Quốc, nếu quán quản cuối cùng rơi vào tay nước khác, không ít người nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ hô to, không công bằng. Trên đài chính, Cung Thường Hồng hiển nhiên cũng không ngờ lại là cục diện này, sắc mặt cũng không khỏi biến ảo, theo bản năng nhìn về phía Sở Khai Bình. Xem trước đi, Sở Khai Bình nói, trận chiến đã bắt đầu. Ba con sư tử vây quanh một mình Từ Đổ Nguyên Minh, triển khai công kích như cuồng phong bão táp. Trên khán đài, Giảng Ánh Đào cũng đang nhìn chăm chú vào màn này, còn có không ít thành viên cũng đến từ cục đặc chiến, đồng thời ánh mắt rung động, thần sắc càng nóng bỏng. Đây chính là lực lượng cường giả đến từ bộ phận đặc thù của cục đặc chiến. Sức một mình, độc chiến tam đại sư vương, vẫn như cũng không thấy hạ phong. Lúc này, người chủ trì cũng phản ứng lại, mở miệng nói, tôi có thể lý giải hành động của tam đại sư vương, dù sao sư vương Trung Quốc đối với bọn họ mà nói, uy hiếp quá lớn, bọn họ không liên thủ đối phó sư vương Trung Quốc, căn bản không có cơ hội giành được quán quân. Nhưng mà, kết cục tựa hồ cũng chưa chắc có thể như bọn họ mong muốn. Mọi người xem, cho dù là đối mặt với tam đại sư vương liên thủ công kích, sư vương Trung Quốc không hề lui, đây là siêu cấp cường giả thực sự a. Khán giả phát ra tiếng cổ vũ chói tai. An tử, đuổi kịp bước chân của ta. Từ Đổ Nguyên Minh giờ phút này đôi mắt tràn ngập chiến ý, nhiệm vụ của hắn vốn là ngăn cản sư vương nước ngoài đoạt quán quân, ba người trước mắt đều là sư vương nước ngoài. Được, An Thiên Hạ trả lời, Nguyên Minh ca, bắt đầu màn trình diễn của ngươi. An Thiên Hạ không chút hoang mang, hắn biết rõ thực lực của Từ Đổ Nguyên Minh, Từ Đổ Nguyên Minh 30 tuổi đã bước vào cảnh giới võ đạo tông sư, 3 năm qua, trong nhiệm vụ chấp hành, cũng từng gặp phải ba cường giả cấp bậc võ đạo tông sư vây công, kết quả đều bị Từ Đổ Nguyên Minh đánh bại. Ba đại sư vương trước mắt này, mặc dù là xưng bá một phương, nhưng mà, trên thực tế, một số cường giả thật sự không lộ liễu, loại người như Triệu Phương Tuyền, mặc dù có thực lực nhất định, nhưng danh tiếng của bọn họ càng nhiều là nhân tố thổi phồng. Ảm, tứ đại võ đạo tông sư chiến đấu, toàn bộ lôi đài tựa hồ đều muốn chấn động hẳn lên, thỉnh thoảng có cây trúc gãy, ngã xuống. Sư tử nhảy múa điên cuồng, thủ đoạn tung hết. Đám người Triệu Phương Tuyền càng kinh hây, không thể tin được dùng sức lực của ba người lại không địch lại được một sư vương Trung Quốc. Đừng nương tay, toàn lực ứng phó. Triệu Phương Tuyền dẫn đầu mở miệng, đồng thời tăng cường lực công kích. Ba một tiếng, cây trúc Sở Trần ngồi bị gãy. Sở Trần thở dài một tiếng, chỉ có thể di chuyển, sau đó tiếp tục quan sát trận chiến. Từ Đổ Nguyên Minh đột nhiên nhảy lên cao, cơ hồ đồng thời, tam đại sư vương cũng nhảy lên, nhào về phía Từ Đổ Nguyên Minh. Từ Đổ Nguyên Minh hừ lạnh, phi cước đá ra ngoài. Enro có danh xưng tia chớp châu Âu, bóng chân của hắn như điện, đã sớm đánh tới Từ Đổ Nguyên Minh. Va chạm mạnh giữa chân và chân. Enro đột nhiên kêu thầm một tiếng, tránh né không kịp, ầm ngã bay lui về phía sau. Đám người vang lên một trận âm thanh thán phục, rất nhiều khán giả đều kích động không thôi. Không hồ là sư vương Trung Quốc chúng ta, đánh hắn, Từ Đổ Nguyên Minh chân ảnh như gió, đồng thời đánh lui tam đại sư vương. Sau khi thân thể tam đại sư vương ổn định, lại một lần nữa mãnh liệt đánh tới. Lấy ba đánh một, nếu đánh không lại, danh hiệu sư vương nổi tiếng thế giới của bọn họ sẽ trở thành một trò đùa. Tam đại sư vương ngầm hiểu, đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất. Từ Đổ Nguyên Minh phảng phất lập tức đặt mình ở giữa vòng xoáy. Hít một hơi thật sâu, Từ Đổ Nguyên Minh cũng tảng sức lực của mình lên đến cực hạn. Chính diện chặn đánh, bụp, bụp, kịa bụp, bụp, một mảnh khu vực này, bốn phương tám hướng cây trúc đều nhao nhao gây ra. Trung Quốc không phải là nơi các người có thể dương oai. Từ Đổ Nguyên Minh một quyền đánh bay Đặc Lãng tiên sinh ra ngoài,
rời xa lôi đài, rơi thẳng xuống mặt đất. Ánh mắt mọi người nhao nhao sáng lên. Sư vương Trung Quốc, thắng rồi. Trái tim căng thẳng của Cung Thường Hồng cũng thoáng cái buông lỏng. Hai sư tử còn lại liên thủ, càng không có khả năng là đối thủ của vị sư vương Trung Quốc kia. Sở đội trưởng, vị thuộc hạ này của anh, nhưng đánh một trận thành nổi tiếng A. Cung Thường Hồng cười nói, Trần ca ta, cầu thả tiến vào top 4 rồi. Hạ Bắc đột nhiên thần sắc quái dị nói một tiếng. Lúc này tựa hồ đã không có bao nhiêu người chú ý tới trên lôi đài còn có đầu sư cá muối Sở Trần này. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Sau khi Đặc Lãng tiên sinh bị đánh xuống lôi đài, Triệu Phương Tuyền cùng Y Rô càng thêm liều mạng tất cả sức lực. Nhưng mà, thực lực, càng thêm xa không phải là đối thủ của Tư Đồ Nguyên Minh. Ầm một tiếng, Elo bị đánh xuống lôi đài. Trần Kata, top 3. Sự chú ý của Hạ Bắc vẫn luôn ở trên người Sở Trần. Trên lôi đài, Triệu Phương Tuyền đã không còn đường lui. Vốn tưởng rằng sư vương tranh bá 10 phần chắc chín, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một sư vương Trung Quốc thần bi. Triệu Phương Tuyền nhào tới. Hai người kịch chiến cùng một chỗ, sau mười mấy hiệp, Triệu Phương Tuyền bị đánh bay ra ngoài, Tư Đồ Nguyên Minh thuận thế xuất kích, trên không truy kích Triệu Phương Tuyền, một màn này, làm cho không ít người ở đây chàng mắt ai nấy đều trợn to. Tư Đồ Nguyên Minh bay ra khỏi vị trí, đã rời xa lôi đài. Triệu Phương Tuyền không hề có lực chống cự bị đá xuống, nhưng dưới chân Tư Đồ Nguyên Minh cũng không còn vật chống đỡ. Mẹ kiếp, đây là muốn, trời a! Dựa theo từng tiếng kinh hô không thể tin được, sư vương Trung Quốc thần bí cũng rơi xuống đất. Toàn bộ quảng trường Hải Sa Tâm, trực tiếp lâm vào yên tĩnh như chết. Quy định của sư vương tranh bá, người rơi xuống đất, đào thải. Điều đó có nghĩa là gì? Hạ Bắc đứng lên, nhìn trên lôi đài, con cá muối duy nhất, không đúng, con sư tử duy nhất kia. Anh Trần, tùy tiện trở thành quán quân. Không ít người trực tiếp cho choáng váng. Rất nhanh, ánh mắt đều nhao nhao rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần cũng ngượng ngùng ngồi lại, đứng lên, thuận tiện lắc lắc vài cái đầu sư tử. Mẹ kiếp, đây là vận may chó gì vậy? Cường cường tranh bá, Sở Trần đắc lợi. Cuối cùng sư vương Trung Quốc xuất kích, thật sự quá qua loa. Chúc mừng Sở Trần, trở thành sư vương. Trên lôi đài, Sở Trần cũng phục hồi tinh thần lại, khụ, Tiểu Thu, cậu thấy thế nào? Ánh mắt Tống Thu tràn đầy hưng phấn, đương nhiên là đi lên hái thanh, ha ha ha. Cậu thả ăn gà, đó cũng là ăn gà. Chuyện đương nhiên, chí khí hùng hồn, chúng ta là quán quân. Sở Trần và Tống Thu lên đỉnh, nhảy lên một cái. Quảng trường Hải Tam Sa, đám người dày đặc, vây quanh đến nước chảy không thông, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn con sư tử nhảy lên cao. Tống gia đến từ Thiền Thành, Sở Trần, Thiên Sư Thịnh Yến, các cường giả tranh bá, tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, cười đến cuối cùng, dĩ nhiên là Sở Trần. Thanh, treo cao cao, bị sư tử Sở Trần cắn xuống. Quán quân sư vương tranh bá, Sở Trần, kết cục mang theo kịch tính này, làm cho tất cả mọi người có chút không kịp đoán được, nhưng, khi Sở Trần đứng ở điểm cao nhất, nắm được đầu sư tử, toàn trường vẫn vang lên một trận vỗ tay như sấm. Dù sao, Dương Thành cũng được coi là một nửa sân nhà của Sở Trần, mấy ngày nay, tên của Sở Trần thường xuyên được truyền bá ở Thiền Thành và Dương Thành, đều nói con rể Tống gia, văn võ song toàn, tiền đồ vô hạn, hôm nay, lại trực tiếp giành được quán quản Thiên Sư Thịnh Yến. Chòi mắt chú ý, những tràng pháo tay đã không dừng lại trong một thời gian dài. Đó là con rể tôi, Sở Trần là con rể tôi. Tô Nguyệt Nhàn kích động, mở miệng với những người xung quanh, cuối cùng còn lắc lắc cánh tay người bên cạnh, Tống Tà Dương không nói gì eo nhìn thoáng qua, tay Tô Nguyệt Đựu chẳng lẽ không phải của tôi sao? Hay, 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 Tống Lão Gia Tử lúc này cũng cười đến không khép miệng lại được. Ánh mắt Hạ Bắc toát ra vài phần cơ trí, thẳng tắp thắt lưng, thản nhiên mở miệng, kết cục này, trong dự liệu của tôi. Một chỗ khác, đôi mắt hoa đào của Giang Ánh Đào toát ra vẻ ngạc nhiên, cô nhắc nhở Sở Trần, tập trung tham gia, lại không nghĩ tới, lại bị Sở Trần nhặt được, một quyền đoạt được quán quân sư vương tranh bá. May mắn cũng là một phần của sức mạnh, mặc dù có lẽ sẽ có người không phục, nhưng sự thật chính là quán quân rơi vào tay Sở Trần. Phốc, Hoàng Ngọc Hằng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. Thiếu gia Ngọc Hằng, Hoàng gia bên này, một trận gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Hoàng Giang Hồng mặt như cho tàn, ngơ ngác nhìn Sở Trần đứng ở đỉnh phong. Hắn lại một lần nữa nghĩ đến lời khuyên của Mạc Nhàn đối với hắn lúc trước. Một bước sai, từng bước sai, hắn đã không còn đường quay đầu nữa.
Lần này vốn là cơ hội tốt nhất để giải quyết Sở Trần, cuối cùng cũng thất bại. Số mệnh của Sở Trần, nghịch thiên như vậy sao? Ánh mắt Hoàng Giang Hồng lóe ra phức tạp, không cam lòng, trộn lẫn oán hận, trầm mặt đứng lên, rời khỏi khán phòng. Người đánh bại tôi, là quan quân của cuộc thi Sư Vương lần này. Sự tự tin bị đả kích của cuồng sư Châu Phi lại dần dần hồi phục lại, hắn trở về hoàn toàn có thể nói với người khác, Sư Vương tranh bá lần này, trận bại trận duy nhất của hắn, chính là bại trước quán quân Sở Trần. Dưới lôi đài, đám người Triệu Phương Tuyền, Đặc Lãng Tiên Sinh thần sắc đều âm trầm không thôi. Rất nhanh, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía vị Sư Vương Trung Quốc thần bí kia. Tư Đồ Nguyên Minh đã tháo đầu sư tử xuống, gương mặt trẻ tuổi 33 tuổi làm tất cả mọi ngòi chấn động. Tuổi tác như vậy, xưng bá lôi đài, liên tục đánh bại rất nhiều sư vương, thiên phú của người này quả thực quá đáng sợ. Mọi người muốn nhìn biểu tình tiếc nuối của Tư Đồ Nguyên Minh đau đớn mất quán quân, Tư Đồ Nguyên Minh chỉ có thể phối hợp thở dài một tiếng, ai, qua loa rồi. Dứt lời, lắc đầu rời khỏi hiện trường, Triệu Phương Tuyền và mọi người đều cho choáng váng. Tên này không có một chút không cam lòng sao? Đây rõ ràng là Giang Sơn hắn đánh hạ, đe cho Sơ Trần ngồi hưởng thụ. Triệu Phương Tuyền phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Nếu không phải người này, quán quân hôm nay, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nuốt xuống không cam lòng. Triệu Phương Tuyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Trần cùng Tống Thu, hai gương mặt trẻ tuổi làm cho nội tâm hắn mơ hồ đau đớn. Chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng Sở Trần, Tống Thu. Giọng nói của người dẫn chương trình trực tiếp vang vọng, tiếng vỗ tay sấm sét lại một lần nữa vang vọng khắp mây trời. Tống Thu giờ phút này khuôn mặt chân đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn thực sự đứng ở đỉnh cao nhất rồi. Quả nhiên, anh rể lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Dưới sự chú ý của mọi người, lễ trao giải cũng nhanh chóng được tổ chức. Quán quân Sư Vương tranh bá, ngoại trừ có thể nhận được một phần tiền thưởng không nhỏ, còn có một chiếc cúp, một cái đầu sư tử chế tạo đặc biệt. Điều này đại diện cho vinh quang. Trên bục nhận giải, ánh mắt Sở Trần lơ đãng NSLN thấy Tiếu Âm Kỳ đứng cách đó không xa, khuôn mặt mỉm cười. Khóe miệng Tiếu Âm Kỳ lạnh lùng nhếch lên, nhẹ nhàng làm một động tác vuốt cổ họng. Không che giấu chút nào, dù sao đã không nể mặt mũi. Người trao giải là Cung Thường Hồng, đi tới trước mặt Sở Trần, tươi cười đầy mặt, trước tiên bắt tay Sở Trần, sau đó trao giải thưởng cho Sở Trần. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Sở Trần, cố gắng thật tốt, tiền đồ của câu vô han. Không ít người ánh mắt hâm mộ nhìn Sở Trần. Cung Thường Hồng là hội trưởng của Hiệp hội Võ Sư Toàn Quốc, còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội Quyền Sư Toàn Quốc, có địa vị rất quan trọng trong giới quyền Anh. Có thể được hắn khen ngợi một tiếng như vậy, thật sự là khó có được. Cảm ơn, Sở Trần lễ phép mỉm cười đáp lại. Đúng rồi, 8 giờ tối hôm nay, sẽ có một buổi giao lưu dạ tiệc giữa Ỷ Sư Vương, cậu là quản quân lầy này, cũng không thể vắng mặt. Cung Thường Hồng cười nói, nhưng cậu yên tâm. Tối nay trao đổi kinh nghiệm là chính, tâm đắc, sẽ không động thủ. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Sở Trần tuy rằng đã giành được quán quân này, nhưng trong rất nhiều sư vương, thực lực mạnh hơn anh còn có rất nhiều. Sở Trần cũng theo ý Cung Thường Hồng nở nụ cười, vậy tôi liền yên tâm rồi. Thiên sư thịnh yến vạn người chú ý đã kết thúc, người thắng cuối cùng, tống ra Sở Trần. Khán giả nhao nhao rời khỏi sân khấu, tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp cả nước. Con rể tống gia Sở Trần không có tiếng tăm, nổi bật trong rất nhiều trận đấu đoạt quán quân, giành được quán quân Sư Vương tranh bá, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một trò cười tạo ra điểm nóng. Không ít người đi ra cọ nhiệt độ, tên Sở Trần, ở quyền giới triệt để vang dội, Tống Thu đảng lên một nhóm bạn, tuy rằng thực sự có chút gian nan, nhưng mà, vẫn thành công giành được quán quân Thiên Sư Thịnh Yến. Trên đường về nhà, Tống Thu tràn đầy nụ cười hưng phấn, trong tay cầm cúp, yêu thích không buông tay. Mặc dù cậu đang vui vẻ, tối vay cậu có thể không được vui vẻ như vậy. Trần có chút không đành lòng đả kích Tống Thu. Tống Thu sửng sốt, vội vàng ngồi thẳng người, hắn cũng là người thông minh, lập tức nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Trần. Anh rể nói, mấy sư vương kia, trong lòng sẽ không phục, có khả năng sẽ làm khó chúng ta trong tiệc giao lưu tối nay. Hãy tự tin, loại bỏ khả năng. Tống Nhan nói, nếu là em khẳng định cũng không phục đi. Nhưng... mặc cho bọn họ không phục như thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật này, đêm nay mặc kệ người khác khiêu khích như thế nào, em không để ý tới là được. Bà xã nói đúng, Sở Trần nắm tay Tống Nhan, nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải vị sư vương Trung Quốc thần bí kia sai sót, chúng ta cũng không có cơ hội nhặt được cái này.
Tống Thu cười hắc hắc một tiếng. Tôi cảm thấy như hắn cố ý. Sở Trần nói nghi hoặc trong lòng ra, lấy thực lực của hắn, không đến mức sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hơn nữa, lúc ấy hắn đã vững vàng giành chiến thắng, không cần phải bay ra ngoài bổ sung một cước kia. Nghe vậy, Tống Thu ngẩn ra, hắn cố ý để cho anh thắng. Sở Trần buông tay, hắn cũng nghĩ không ra. Có lẽ là người của Cục Đặc chiến Trung Quốc thích khiêm tốn đi. Nhiệm vụ của họ chỉ là ngăn chặn sư tử nước ngoài giành quán quân sư vương tranh bá. Bên ngoài thành phố Dương Thành, một biệt thự suối nước nóng, tầng hầm. Thử thách tìm trang gốc, ghét khô tương đương TRUMTRUIENVN tương đương thanh âm kêu thảm thiết vang lên, một người đàn ông hoàn toàn thay đổi, ngã xuống vũng máu. Đến tột cùng kém chỗ nào? Một đạo thanh âm lẩm bẩm, rõ ràng bán thành phẩm đã thành công, vì sao lại thiếu một bước cuối cùng, không có cách nào thành công? Bên trong tầng hầm, sàn nhà lạnh lẽo, nằm ngổn ngang hơn 10 cỗ thi thể. Nam nữ già trẻ đều có. Mà người nói chuyện, mặc một chiếc áo dài nam màu máu, làn da trắng nõn, hai mắt âm lãnh, hai tay nhuốm máu. Rõ ràng chính là Ninh Quân Thiếu. Ở góc tầng hầm, còn có 7-8 người, bị trói, ném xuống đất, khuôn mặt mang theo hoảng sợ, tuyệt vọng. Đây là khoảnh khắc đen tối nhất và tuyệt vọng nhất mà họ từng trải qua. Họ nhìn con quỷ này, sử dụng tất cả các loại thủ đoạn kỳ lạ và ác để giết một người, tiến hành thí nghiệm của mình. Tất cả họ đều là vật thí nghiệm của ma quỷ này. Nếu không phải Sở Trần liên hợp với Cục Đặc chiến Trung Quốc, hủy một lô hàng quan trọng của ta, ta cùng nhị đệ liên thủ, đã sớm thành công hoàn toàn nghiên cứu ra thi cổ. Ninh Quân Thiếu khuôn mặt dữ tợn, mạnh mẽ đứng lên, đi tới mấy người kia, hắn muốn chuẩn bị thí nghiệm tiếp theo. Những người này run rẩy trong tuyệt vọng ở góc, thế giới của họ đã hoàn toàn mất ánh sáng. Âm thanh bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Ninh Quân Thiếu dừng bước. Quay đầu lại nhìn lại, trong lúc bất chợt ánh mắt sáng lên, người đã trở lại, thi thể Sở Trần đâu? Người đi vào rõ ràng là Tiếu Âm Kỳ. Tiếu Âm Kỳ trầm mặt, chậm rãi nói, xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, ta không thể giết Sở Trần. Nghe vậy, Ninh Quân Tiếu mày không khỏi nhíu lại. Tiếu Âm Kỳ đi vào, nói chuyện xảy ra trong Thiên Sư Thịnh Yến. Lại là Cục Đặc chiến Trung Quốc, Ninh Quân Tiếu ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi. Cục Đặc chiến. Đồng tử Tiếu Âm Kỳ co rụt lại, ý của ngươi là, vị cường giả thần bí kia đến từ Cục Đặc chiến. Ngoại trừ Cục Đặc chiến ra, còn có ai trợ giúp Sở Trần như vậy? Ninh Quân Tiếu hừ một tiếng, đối phương rõ ràng không phải hướng về phía sư vương tranh bá mà đến, như vậy chỉ còn lại một khả năng, bảo vệ Sở Trần. Sở Trần đã sớm biết sự tồn tại của ngươi, cho nên thỉnh cầu Cục Đặc chiến bảo vệ, điều này hoàn toàn không có gì lạ, dù sao Sở Trần vừa mới hỗ trợ Cục Đặc chiến phá một đại án. Nói đến đây, Ninh Quân Tiếu nhịn không được có chút thanh âm phát run, em trai của hắn Ninh Quân Hà, rất khó lại có cơ hội đi ra. Trừ phi, hắn có thể sớm thành công nghiên cứu ra thi cổ, có lẽ có thể thông qua năng lực thi cổ, cứu Ninh Quân Hà từ trong lao ra. Ta hoài nghi mấu chốt của thi cổ, chính là tố chất thân thể của chủng cổ. Ninh Quân Tiếu lạnh lùng đảo qua thi thể chung quanh, những người này đều là người bình thường, cuối cùng đều khó có thể chịu đựng đu cô sức mạnh của thi cổ, đương nhiên. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, Ninh Quân Thiếu cắn răng, vốn định dùng thi thể Sở Trần làm thí nghiệm cuối cùng, không nghĩ tới chỉ cần đẻ cho ta tìm được cơ hội, ta có thể lấy mạng Sở Trần. Tiếu Âm Kỳ trầm giọng nói, nếu như thật sự để cho thi cổ nghiên cứu thành công trên người Sở Trần, chúng ta có thể ở trên người Sở Trần thu hoạch tất cả kỳ môn thuật hắn học được, đó đều là bí mật bất truyền của cửu huyền môn. Ninh Quân Thiếu chậm rãi nói, lại thông qua thi cổ, khống chế người chúng ta muốn khống chế. Đến lúc đó, chúng ta muốn cái gì không chiếm được. Ánh mắt Tiếu Âm Kỳ cũng toát ra một trận khát vọng. Thi cổ hấp dẫn, hắn không có cách nào cự tuyệt. Vì vậy, hắn lựa chọn đánh cược. Nếu như thắng, Sở Trần sau khi bị thi cổ khống chế, hoàn toàn bị hắn bẩy bố, hắn cũng không cần lo lắng cửu huyền môn trả thù, cùng lắm thì để cho Sở Trần đứng ra nói vài câu. Nếu thua, vậy thì mất tất cả. Tiếu Âm Kỳ không cho phép mình thất bại. Trầm ngâm một lát. Tiếu Âm Kỳ trầm giọng nói, có lẽ, trước Sở Trần, chúng ta còn có thể bắt mấy võ giả trở về, trước tiên làm thí nghiệm một chút. Nghe vậy, Ninh Quân Thiếu gật đầu, nhìn thoáng qua mấy người còn lại, hai ngày nay, ta xử lý xong vật thí nghiệm còn lại trước, sau đó nghĩ biện pháp bắt một số võ giả trở về, vừa lúc Dư Nhiệt Sư Vương tranh bá vẫn còn, võ giả Dương Thành tới không ít, thiếu mấy người như vậy, cũng không ai chú ý. Dù sao, khóe miệng Ninh Quản Thiếu lạnh lùng nhếch lên, bọn họ vẫn cho rằng, nghiên cứu thi cổ,
chỉ là Vu Thần môn chủ Ninh Quân Hà mà thôi. Khóe miệng Ninh Quân Tiếu lạnh lùng nhếch lên, chỉ luận trình độ nghiên cứu thi cổ, hắn nắm giữ còn ở trên Ninh Quân Hà. Chỉ có điều, hắn chưa bao giờ tự mình đi làm một số chuyện nguy hiểm mà thôi, nếu như không phải Ninh Quân Hà xảy ra chuyện, hắn căn bản không cần vụng trộm ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu thi cổ. Ninh Quân Tiếu tin tưởng, thi cổ của Minh chỉ kém một bước cuối cùng, mấu chốt nhất định là ở chẽn người Sở Trần. Đầu tiên dùng mấy võ giả đến luyện tập, cuối cùng lại dùng Sở Trần làm thí nghiệm cuối cùng. Đây là kế hoạch của Ninh Quân Tiếu. Tiếu Âm Kỳ đồng dạng ký thác hy vọng trên người Ninh Quân Tiếu, lát cả những gì hắn làm đã vi phạm mục đích của phái Thanh Dư CMG, nếu như không thể thành công, hậu quả là hắn không cách nào thừa nhận. Ta sẽ thay ngươi lưu ý một chút, nếu như có cơ hội, giúp ngươi bắt vài võ giả tới đây. Tiếu Âm Kỳ không có ở này cùng Ninh Quân Tiếu quá lâu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua người cuộn mình trong góc tường lạnh như băng, cười nhạo một tiếng, xoay người liền rời đi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Khi Tiếu Âm Kỳ trở lại hoàng gia, trong lòng mọi người hoàng gia đè nén, tử khí nặng nề. Tiêu Tiền Bối, sắc mặt Hoàng Ngọc Hằng tái nhợt, ngồi trên xe lăn, nhìn Tiêu Âm Kỳ. Tiêu Âm Kỳ nhìn chăm chú vào Hoàng Ngọc Hằng, đột nhiên trong lòng khẽ động, ngươi có muốn đứng lên hay không? Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Ngọc Hằng sáng lên, kích động nhìn Tiếu Âm Kỳ, ý của Tiêu Tiền Bối là, 7. Hôm nay mặc dù xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng ta nghĩ ra cách chữa lành đôi chân của ngươi. Tiếu Âm Kỳ trầm ngâm một hồi, ta cho ngươi một ngày, ngươi tập hợp 20 võ giả, theo ta đến một chỗ, nơi có thể khiến ngươi đứng lên. Hoàng Ngọc Hằng nhất thời kích động không thôi, không thành vấn đề, trong Hắc Diệu Đường hoàng gia ta, có không ít võ giả, muốn tập hợp 20 người, tùy thời đều có thể. Ta muốn không phải là đám ô hợp, phải là tinh nhuệ. Tiếu Âm Kỳ khoát tay áo, các người chuẩn bị trước đi. Sau khi Tiếu Âm Kỳ rời đi, Hoàng Ngọc Hằng lập tức gọi cha hắn tới. Hoàng Dương nghe xong, thần sắc cũng kích động, Tiếu Tiền Bối chính là cao nhân cấp bậc võ đạo tông sư, hắn nói có thể cho con đứng lên, nhất định có thể, lần này chỉ sợ là muốn tặng con một phần cơ duyên, dù sao con cũng là đệ tử phái Thanh Dương, về phần 20 tinh nhuệ ta nhất định sẽ ở trong Hắc Diệu Đường lựa chọn 20 người tốt nhất đi ra, mặc cho Tiếu Tiền Bối sai khuyển. Hoàng Dương bận rộn, tòa nhà Kim Bãi, là một tòa nhà văn phòng trong khu vực trung tâm thương mại của Thiền Thành. Ánh sáng ở hầu hết các tầng của tòa nhà Kim Bãi đã được thắp sáng từ sớm. Tầng 20, phòng làm việc Tiền Thị, Tiền Bộ Thiệu hút xì gà, khuôn mặt mỉm cười, tiểu tử Sở Trần kia không tệ a, vậy mà còn đoạt được quán quân sư vương tranh bá, hôm nay có thể nói là vượt quá tình thế. Phi, hắn là vận chó a. Vinh Đông hừ một tiếng, hôm nay tôi đi tới hiện trường, thực lực của Sở Trần ở trước mặt đông đảo sư vương căn bản chưa được xếp hạng, cuối cùng lại may mắn đoạt quán quân, ôi! Tiền Thiếu, Sở Trần làm náo động lớn, sao anh còn vui vẻ như vậy? Tiền Bộ Thiệu thở dài, thản nhiên nói, anh đã quên ngày mai là ngày gì sao? Vinh Đông sửng sốt một chút, chợt vỗ mạnh đùi, ngày mai, thuốc của dược phẩm Bắc Trần chính thức lên kệ. Đánh cược giữa hắn và ông nội tôi, đã đến lúc phải thực hiện rồi. Tiền Bộ Thiệu nở nụ cười, anh ngẫm lại, hôm nay Sở Trần hăng hái như vậy, qua ngày mai, sẽ xám xịt lăn ra khỏi Thiền Thành. Hôm nay hắn ta đứng ở điểm cao nhất, ngày mai, hắn liền ngã xuống địa ngục, tôi có lý do gì không cười. Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Vinh Đông kích động, đừng một chút, hỏi Tiền Thiếu, lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nữa chứ. Bài học của Diệp Đại Ca là phạm vào hồ đồ. Tiền Bộ Thiệu lắc đầu, trầm giọng nói, thậm chí liên hợp lính đảnh thuê ở nước ngoài đến ý đồ ám sát Sở Trần, cách làm này đã hoàn toàn đụng đường rồi, anh không thấy mấy ngày nay. Không chỉ có Diệp đại ca ăn cơm tù, việc kinh doanh của Diệp gia cũng xuống dốc không phanh sao. Diệp Thiếu Hoàng, sắp xong rồi. Tiền Bộ Thiệu muốn cảm thán một tiếng, hồ đồ a. Vậy sau này, tôi sẽ gọi anh là Tiền đại ca. Vinh Đông cười hắc hắc, Tiền Bộ Thiệu cũng cười ha ha. Y anh yên tâm, Tiền thì tôi không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tuyệt đối không có sơ hở. 7 giờ 30 tối, Sở Trần và Tống Thu đi tới hiện trường tiệc rượu. Nằm bên bờ sông Châu Giang. Ban tổ chức vẫn là Ninh gia bao hết một chỗ gọi là Đê Châu Giang, đây vốn là phố quán ba ngoài trời bên bờ sông Châu Giang, môi trường cực tốt, một bên gió sông thổi, nghe tiếng hát của ca sĩ, người đến tham gia tiệc rượu tụng tốp nãm tốp ba ngồi cùng một chỗ, nói chuyện với nhau. Sự xuất hiện của Sở Trần khiến không ít người chú ý. Đây chính là quán quân sư vương tranh bá ban sáng. Sở Thúc, có người chủ động tới chào hỏi.
Sở Trần có chút bất ngờ nhìn Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu cười cười, nói tiệc rượu này là Nính gia cháu tài trợ, cha cháu giao cho cháu phụ trách. Vậy đi thôi, chúng ta uống một ly. Sở Trần cũng cảm thấy có chút nhàm chán, nếu như không phải mang danh hiệu quán quân, anh đêm nay cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Uống rượu vẫn nên chờ một chút đi. Ninh Tử Châu nói, có người muốn gặp thúc, cố ý phân phó cháu, chờ thúc tới muốn dẫn thúc đi gặp hắn. Sở Trần ngẩn ra, người có thể phân phó thiếu gia Ninh gia cũng không thấy nhiều. Sở Trần nhìn Ninh Tử Châu một cái. Sở thúc, bên này đi. Ninh Tử Châu dẫn theo Sở Trần một đường đi về phía trước, cuối cùng đi tới một bờ đê ven sông vắng người, người muốn gặp thúc ở ngay phía trước. Ninh Tử Châu chỉ vào phía trước, bóng lưng ngồi câu cá bên bờ sông, Sở thúc qua đi, cháu và Tiểu Thu đi uống rượu trước. Sở Trần gật đầu, sau khi Ninh Tử Châu và Tống Thu rời đi, Sở Trần liền cất bước đi tới bên cạnh người câu cá, Sở Trần không chủ động mở miệng, mà là đứng ở một bên, nhìn nước sông. Vài phút nữa, cá cắn câu, người câu cá nhìn thoáng qua, quá nhỏ. Dứt lời, người câu cá ném cá trở về. Ngươi đến rồi, người câu cá không quay lại, ngươi thích câu cá không? Sở Trần lắc đầu, không thích, nhưng mà, ta làm sao cảm giác ngươi đang câu cá? Người câu cá vui vẻ nở nụ cười, đường đường là truyền nhân cửu huyền môn, thiếu gia Sở gia, thế nhưng âm thầm tình nguyện làm con rể Tống gia ở rể 5 năm, ta hoài nghi ngươi đang câu cá, nghe vậy, đồng tử Sở Trần đột nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm người câu cá, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác, ngươi là ai? Thân phận truyền nhân cửu huyền môn này, cũng không tính là bí mật gì eo. Nhưng bốn chữ, thiếu gia Sở gia, người bình thường không thể nhắc tới. Người câu cá cười đứng lên, quay đầu lại nhìn Sở Trần, nhìn chằm chằm mặt hắn, một lát sau, đột nhiên mở miệng, người có phải đang câu Tam tiểu thư Tống gia hay không? Sở Trần ngạc nhiên, người câu cá cười ha ha, ta là chú hai ngươi. Sở Trần theo bản năng đáp lại một câu, ta là ông nội Ngô Y. Không khí trong nháy mắt ngưng tụ, ngay sau đó, người câu cá di chuyển, nắm tay dày đặc, đập về phía Sở Trần. Một trận đánh mạnh, người câu cá phủi bụi bặm trên quần áo. Khôi phục hình tượng nho nhã vân đạm phong khinh, bây giờ ngươi tin rồi chứ? Sở Trần, vô duyên vô cớ bị đánh một trận, Sở Trần còn không dám hé răng, người câu cá vừa ra tay, Sở Trần liền cảm nhận được thực lực của hắn, sâu không lường được. Mấu chốt chính là, Sở Trần từ trên người câu cá cảm nhận được một loại cảm giác thân cận, loại cảm giác đánh ra này, quá quen thuộc. Anh tuy rằng từ nhỏ bị đưa vào cửu huyền môn, nhưng cha mẹ ngẫu nhiên vẫn sẽ đi thăm anh. Về phần anh bị bùa trấn hồn khóa lại 5 năm, cha mẹ có đi qua hay không, anh cũng không biết. Vừa rồi người câu cá đánh anh, Sở Trần quá quen thuộc, cha anh cũng đánh anh như vậy. Ngươi thật là chủ hai ta. Sở Trần nhịn không được hỏi. Sở Trần từ nhỏ lớn lên ở cửu huyền môn, người nhà của Minh, chỉ gặp qua cha mẹ. Chú làm sao nhận ra cháu? Sở Khai Bình nói, sư vương tranh bá hôm nay, toàn thành ta xem ngươi biểu diễn. Vốn còn tò mò có người dĩ nhiên cùng cháu trai ta tên giống nhau, không nghĩ tới dĩ nhiên còn đến từ cửu huyền môn, ta nghĩ, cửu huyền môn hẳn là sẽ không có hai Sở Trần đi. Sở Trần cười hắc hắc, nặng nề ôm Sở Khai Bình một cái, chú hai. Sở Trần trong lúc bất chợt hiểu được, con sư tử Trung Quốc thần bí kia, là thủ hạ của chú hai. Ngươi ngược lại là một người thông minh, Sở Khai Bình một lần nữa ngồi xuống, hơn nữa còn cho Sở Trần một cái ghế nhỏ, ngươi nhanh chóng nói một chút. Ngươi làm sao chạy đến Thiền Thành làm con rể ở rể năm nàm? Nếu như không phải ngươi đang câu cá, đó chính là nhiệm vụ của sư môn ngươi. Ta chính là nghe cha ngươi nói qua, 5 năm trước cửu huyền môn phái người truyền đến tin tức, nói ngươi muốn bế quan 5 năm nội tâm Sở Trần yên lặng vẽ một cái đầu chó cho 9 sư phụ của mình. Thì ra các sư phụ đã sớm biết mình bị bùa trấn hồn khóa, dĩ nhiên lựa chọn xem kịch. Khó trách cha mẹ 5 năm qua cũng không tìm Minh. Thì ra đều cho rằng Minh bế quan. Sở Trần ho khụ hai tiếng, nói chuyện mình gặp phải ra. Sở Khai Bình sửng sốt một chút, chợt cười ha ha, còn không quên giơ ngón tay cái lên cho Sở Trần. Cười xong, Sở Khai Bình nhìn chằm chằm Sở Trần, người từ trong phong ấn bùa Trần Hồn đi ra thời gian không ngắn. Nếu như không phải sư vương tranh bá, ta vừa vặn tới Dương Thành, tiểu tử ngươi cũng sẽ không về nhà a. Dừng một chút, Sở Khai Bình vỗ vỗ bả vai Sở Trần. Chú hai cũng là người từng trải, hiểu được dụng tâm của ngươi, ngươi còn nói không phải đang câu Tam tiểu thư Tống. Sở Trần ho một tiếng, chữ câu của chú hai làm cho anh có chút xấu hổ. Cháu chỉ muốn đưa Nhan Nhan cùng về nhà. Sở Trần hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, chú hai, 5 năm qua,
cô ấy là cô gái duy nhất chưa từng chào phúng cháu, thiện lương của cô ấy, đả động cháu. Hôm nay ta cũng để ý một chút, Sở Khai Bình gật đầu, Tam tiểu thư Tống gia, quả thật dung mạo như thiên tiên. Sở Trần, đây có phải là sự khác biệt không? Cho nên, ngươi còn không chuẩn bị về nhà sao? Sở Khai Bình nói, ta còn chưa nói cho cha mẹ ngươi biết tin tức ngươi ở Thiền Thành làm con rể ở rể. Sở Trần trầm ngâm một hồi, trông mong NSLN Sở Khai Bình, nếu như bọn họ biết, nhất định sẽ giết tới cửa, chú hai, hỏi thế gian tình là gì, chú hai cũng là người từng trải. Sở Khai Bình mỉm cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng chú hai một chuyện, chú hai bảo đảm, thay ngươi che giấu bí mật này, cho đến khi ngươi đưa Tam tiểu thư Tống ra về nhà. Chuyện GL, Sở Trần hỏi, gia nhập cục đặc chiến. Sở Khai nói ngắn gọn, Sở Trần ngây ngẩn cả người. Từ an bài hôm nay mà xem, Sở Trần có thể đoán đọc chú hai là người của cục đặc chiến. Chỉ là, Sở Trần quả thật không có suy nghĩ gia nhập cục đặc chiến. Cụ thể mà nói, là gia nhập bộ phận đặc biệt của đặc chiến, Thiên Võng Điện. Sở Khai mặt phẳng mỉm cười, sau khi ngươi gia nhập Thiên Võng Điện, sau này ta và cha mẹ ngươi nói chuyện, còn có một lý do hợp tình hợp lý, ngươi là bởi vì muốn chấp hành nhiệm vụ của Thiên Võng Điện, cho nên ta phụng mệnh bảo vệ bí mật của ngươi ở Thiền Thành. Ngươi cũng biết, loại người như anh ta, tàn nhẫn ngay cả ta cũng đánh, từ thần sắc Sở Khai Bình mà xem, cũng không ít lần bị đánh. Không chỉ vì lý do này chứ? Sở Trần hỏi, lý do quan trọng nhất chính là, chú hai coi trọng ngươi. Sở Khai Bình nói, trong Thiên Võng Điện có hai loại người, một loại là vương giả của các lĩnh vực lớn, một loại khác, là người có tiềm lực trở thành vương giả các lĩnh vực lớn, người thuộc về người sau. Hôm nay chú mới lần đầu tiên gặp cháu. Cháu ngay cả tiên thiên cũng chưa tới, chú nhìn thấy tiềm lực ở đâu? Sở Trần bĩu môi, tỏ vẻ không tin. Được rồi, ta ngả bài. Sở Khai Bình buông tay, sau khi ngươi trở thành thành viên của Thiên Võng Điện, ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Sở Trần vẫn không tin Sở Khai Bình ngửa bài. Nhưng, anh cũng thức thời không truy vấn nữa, dù sao, nắm đấm của Sở Khai Bình đã chuẩn bị tốt. Gia nhập Thiên Võng Điện cũng không phải chuyện gì không tốt, Sở Trần có thể tưởng tượng được. Không biết có bao nhiêu người chen rách đầu đều muốn tiến vào Thiên Võng Điện cục đặc chiến. Anh có thể gật đầu là có thể gia nhập, rất lớn là bởi vì người đàn ông trước mắt này. Địa vị của chú hai ở Thiên Võng Điện không thấp nha. Chú hai, cục đặc chiến nhân tài đông đúc, chú có nhiệm vụ gì giao cho cháu? Sở Trần tò mò hỏi một tiếng, ta sẽ thông báo cho ngươi khi chuẩn bị xong. Sở Khai Bình bán một cửa ải, khoát tay ảo, ngươi hiện tại có thể đi hưởng thụ bữa tiệc quán quân của ngươi. Sở Trần nhìn thoáng qua cần câu bên cạnh, chú hai, chú còn muốn tiếp tục câu cá. Đó là sở thích lớn nhất của ta. Ánh mắt Sở Khai Bình đã một lần nữa nhìn về phía mặt sông. Sở Trần cũng không quấy rầy nữa, đường cũ trở về, khóe miệng không tự chủ được treo lên một tia mỉm cười. Anh tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở Cửu Huyền Môn, quy củ cũng chỉ cho phép cha mẹ đến thăm anh trong cửa, nhưng Sở Trần đối với những người còn lại trong nhà đều đã nghe qua, bao gồm cả vị chú hai Sở Khai Bình này. Sở Trần trước kia chỉ nghe thấy danh tiếng không thấy người. Lúc trước Giang Ánh Đào ở trước mặt Sở Trần nhắc tới cục đặc chiến, Sở Trần cũng không có quá kinh âng đô la C, anh đã sớm biết bộ phận hành động đặc biệt này, bởi vì có không ít con cháu Sở gia chính là người trong bộ phận hành động đặc biệt này. Gió sông thổi tới, mang đến một trận âm thanh ồn ào. Sở Trần ngẩng đầu nhìn qua, không ít người vây xem náo nhiệt. Có dám so một trận không? Thua từ đây nhảy xuống. Khỏa thân bơi qua lại trên sông Châu Giang, thế nào? Dám nhận không? Thanh âm mang theo khiêu khích, bén nhọn vô cùng. Sở Trần cau mày đi tới. Bởi vì bên bị khiêu khích, là Tống Thu. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Trần hỏi, nhìn thoáng qua người khiêu khích, anh cũng không nhận ra. Người này bị bệnh, Tống Thu tức giận nói một tiếng, sau đó nói sự tình trải qua ra. Sở Trần nghiêng mặt nhìn vị thanh niên khiêu khích kia, hơn 20 tuổi, tóc nhuộm thành vàng ố vàng. Vẻ mặt ương ngạnh, đầu mũi cao, giờ phút này bộ dạng cười lạnh có chút giống đang nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn có chút xấu xí. Anh hiểu chuyện GL đã xảy ra. Tống Thu và Ninh Tử Châu đang uống rượu, đối phương trực tiếp xông tới, nói muốn cùng quán quân sư vương tranh bá so tài một trận. Trông xấu xí còn đi ra dọa người. Sở Trần lắc đầu, đó chính là sai lầm của ngươi. Nhặt được quán quân, liền biết đùa giỡn ba hoa sao. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, ta là Triệu Thiên Hạo, cháu trai của sư vương Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền, cũng là đệ tử thân truyền của hắn, đêm nay ở chỗ này nói ra, chúng ta đường đường chính diện một hồi,
liền hỏi các người một câu, có dám so hay không? Thì ra vẫn là thân thích trong nhà vị đứng đầu đoạt giải quán quân kia, xem ra là không phục a. Tống Thu ha hả cười một tiếng, Sở Trần bình tĩnh ngồi xuống, Triệu Phương Tuyền đều thua ta, ngươi chỉ là một đệ tử như hắn, có tư cách gì khiêu chiến ta? Nghe vậy, không ít người thần sắc nhao nhao trở nên quái dị. Thật không biết xấu hổ, rõ ràng chính là chính hắn cầu thả thành quán quân, thế nhưng còn làm cho người ta nghe ra ý tứ hắn đánh bại Triệu Phương Tuyền. Sở Trần quả nhiên là thổi phồng, ta không có tư cách khiêu chiến ngươi. Triệu Thiên Hạo cười lạnh, ta cho ngươi một tay, ngươi cũng đánh không thắng ta. Triệu Thiên Hạo đã sớm điều tra qua, Sở Trần chỉ là một võ giả tiếp cận tiên thiên, mà hắn đã sớm là tiên thiên võ giả, Triệu Thiên Hạo căn bản không để Sở Trần ở trong mắt. Thiên Sư Thịnh Yến, vốn nên là võ đài của sư phụ Triệu Phương Tuyền, lại bị tên gia hỏa vô danh này nhặt được, nghe nói còn là một con rể ở rể, trong lòng Triệu Thiên Hạo tự nhiên không phục. Ngươi xác định chứ? Sở Trần đột nhiên hỏi. Đồng tử Triệu Thiên Hạo co rụt lại, lời đã buông xuống, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, lúc này hừ lạnh một tiếng, đối phó ngươi còn cần hai tay. Vậy thì đến đi, Sở Trần nhàn nhạt đáp lại một câu, trực tiếp nhảy về phía trước, rơi xuống bờ sông. Đã sớm có không ít người ô ú ý tới cảnh tượng bên này, sau khi Sở Trần nhảy xuống bờ sông, mọi người càng thêm toát ra hứng thú thật lớn. Tất cả mọi người đều biết quán quản sư vương của Sở Trần là nhặt được, nhưng mà, anh được quán quân cũng là sự thật, cho dù không phục, ngoại trừ ghen tị với vận khí của Sở Trần, vậy cũng không thể làm gì được. Nhất là sư vương thua trận, tự nhiên mất hết mặt mũi tới tìm Sở Trần gây phiền toái. Người trẻ tuổi thì khác, tuổi trẻ khí thịnh, xung động một chút là dễ hiểu. Đây chính là đuôi sư tử của Triệu Phương Tuyền ban ngày, đại đệ tử môn hạ Triệu Phương Tuyền, còn là tiên thiên võ giả. Đừng quên cuồng sư Châu Phi Sớp, hắn không phải cũng là tiên thiên võ giả, còn không phải bị Sở Trần một cước đá xuống lôi đai. Đó chỉ là Sớp khinh địch, nhất thời không chuẩn bị mà thôi. Nhưng mà, Triệu Thiên Hạo tuyên bố muốn chấp xử Trần một tay, thắng bại càng thêm khó lường. Triệu Thiên Hạo không luống cuống, lúc Sở Trần rơi xuống đất, cũng đã đi theo, nhảy xuống bờ sông. Một tay, không thể thắng ngươi sao? Triệu Thiên Hạo khinh miệt NSLN Sở Trần, có muốn ta cho ngươi ba chiêu không? Một lời đã định, Sở Trần gật đầu, Triệu Thiên Hạo khuôn mặt co giật một chút, đường đường là quán quân sư vương tranh bá, thật đúng là không biết xấu hổ. Ngay cả chút cốt khí này cũng không có sao. Triệu Thiên Hạo a một tiếng, chỉ có vậy sao? Phỏng chừng chờ đến khi bị mình đánh nằm sấp trên mặt đất, tuyệt đối sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đừng quên cá cược của chúng tôi. Triệu Thiên Hạo dương cao thanh âm, để cho tất cả mọi người có thể nghe thấy, bên thua, phải khỏa thân bơi tới đi lui trên sông Châu Giang. Sở Trần gật đầu, xung quanh vang lên một trận thanh âm xôn xao. Một là quán quân sư vương tranh bá, một người là đại đệ tử môn hạ sư vương Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền tiếng tăm lừng lẫy, đại diện cho thể diện của Triệu Phương Tuyền. Bất kỳ bên nào thua, đều sẽ mất hết mặt mũi. Khỏa thản bơi qua bơi lại trên sông Châu Giang, điều này đủ kích thích. Ha ha ha, lần này, quán quân sư vương tranh bá, mất hết thể diện. Triệu Thiên Hạo thế nhưng tự tin như vậy, thật không hổ là đại đệ tử của Triệu Phương Tuyền. Ánh mắt của cả tiệc rượu đều tập trung ở hai đạo thân ảnh bên bờ sông. Vị Triệu Thiên Hạo này, sâu không lường được. Ninh Tử Châu thần sắc ngưng trọng, nếu không, làm sao dám chấp Sở Thúc một tay, đồng thời còn để cho Sở Thúc ba chiêu trước. Đừng quên, ngoại trừ sâu không lường được, còn có một loại khả năng, chính là tự cao tự đại. Tống Thu cười nhạo, tôi thấy hắn giống người sau hơn, ngơ ngác, tôi tò mò chính là, hắn có thể bơi xa như vậy hay không? Gió sông gào thét, trong đám người, một chỗ cao điểm, Triệu Phương Tuyền chắp tay mà đứng, đứng bên cạnh hắn chính là Sư Vương Úc Châu Đặc Lãng tiên sinh. Nếu như Sư Vương Trung Quốc thần bí kia không ra tay, vậy chứng tỏ chuyện ban ngày hôm nay, đúng là ngoài ý muốn. Triệu Phương Tuyền thản nhiên nói, ngược lại, đó chính là có người cố ý bảo lãnh Sở Trần đoạt quán quân. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo thế trong dư luận quốc tế, sư phái Trung Quốc, thua không nổi. Theo tôi thấy, tuyệt đối là bọn họ thua không nổi. Đặc Lãng tiên sinh cười lạnh mở miệng, nếu không, nào có chuyện trùng hợp như vậy, dưới tình huống chúng ta chiếm hết ưu thế, lại xuất hiện một sư vương Trung Quốc vô danh, sau khi đánh bại chúng ta, chính mình cũng ngã xuống lôi đài, cái gọi là sư vương Trung Quốc, chính là người không thấy được ánh sáng. Đã như vậy, đêm nay... Để cho những người yêu thích võ sư trên toán thế giới đến xem, quán quân sư vương tranh bá toàn cầu của chúng ta, là bơi khỏa thân như thế nào.
khuôn mặt Triệu Phương Tuyền toát ra vẻ vui đùa, thể diện của sư vương Trung Quốc sẽ triệt để mất hết. Đặc Lãng tiên sinh ha ha cười lớn, chiêu này của Triệu sư phụ quá tuyệt, hiện tại bọn họ chỉ sợ là đâm lao phải theo lao. Đặc Lãng tiên sinh giơ ngón tay cái lên, giờ phút này Triệu Thiên Hạo đứng bên bờ sông đã gấp rút, ánh mắt bập người liếc Sở Trần, ra tay đi. Hắn nói qua, không chỉ chấp Sở Trần một tay, còn phải cho Sở Trần ba chiêu. Hung hăng nhục nhã vị sư vương Trung Quốc này, người vận KSL không tệ, không biết đêm nay còn có ai đến giải vây cho ngươi hay không. Khóe miệng Triệu Thiên Hạo nhếch lên, thân ảnh Sở Trần giật giật, thử xem, Sở Trần chân đạp kỳ lân, một quyền chín tiếng, đánh về phía Triệu Thiên Hạo. Thanh thế to lớn, nhưng trong mắt Triệu Thiên Hạo lại là tiếng sấm to mưa nhỏ, Triệu Thiên Hạo thoải mái giơ tay lên, liền tiếp nhận một chiêu này của Sở Trần. Chiêu đầu tiên, Triệu Thiên Hạo khuôn mặt mỉm cười, chỉ có vậy thôi sao? Ầm, 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 bên bờ sông tối đen, vang lên thanh âm nổ tung như sấm chớp. Tiểu ngũ lôi phù, Sở Trần trong nháy mắt vung quyền đồng thời cũng lấy ra. Sức mạnh lôi phù đánh về phía Triệu Thiên Hạo, khuôn mặt Triệu Thiên Hạo tươi cười ngưng động một chút, Sở Trần cũng không vì vậy mà dừng lại. Một bộ quyền pháp ngay cả Tống Thu cũng chưa từng thấy qua, trong nháy mắt phung ra. Cửu huyền quyền, quyền phong lơ lửng không cố định, sức lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh trúng mặt Triệu Thiên Hạo. Bụp, Triệu Thiên Hạo cước bộ lảo đảo, lui về phía sau hai bước. Cảm giác được mũi truyền đến nóng lên, lấy tay sờ một cái, rõ ràng đã chảy máu. Phía trước, Sở Trần đã xông lên lần nữa. Triệu Thiên Hạo dưới tình thế cấp bách, theo bản năng vung quyền nghênh kích. Sức lực trải rộng hai tay. Chậc chậc, một tay, cho ba chiêu. Thanh âm Tống Thu vang vọng, lúc này mới có chiêu thứ hai, liền treo màu, còn nhanh chóng dùng bốn chân. Tống Thu không kiêng nể gì mà trào phúng cười to. Đồng thời, đôi mắt Tống Thu cũng toát ra chấn động. Đêm nay anh rể thi triển ra, mới là công phu thật sự của anh sao? Thoạt nhìn lần đầu tiên, so với kỳ lân bộ pháp còn huyền diệu cường đại hơn. Khó trách anh rể có thể ở dưới tiên thiên. Liền có thể cùng tiên thiên đánh một trận. Sở Trần khí thế như cầu vồng, uy lực của cửu huyền quyền bày ra bên bờ sông Châu Giang, chiếm cứ thượng phong, càng là khí thế bức người, liên tục công kích Triệu Thiên Hạo lui về phía sau. Một màn này, khiến không ít người ở đây nhìn ngây người. Quán quân của Sở Trần, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy là do vận khí thu được. Mà Triệu Thiên Hạo ở quyền giới cũng cớ thanh danh nhất định, trận chiến đấu này, tuyệt đại đa số mọi người đều đặt cược Triệu Thiên Hạo có thể thắng, nhưng hiện tại, Triệu Thiên Hạo không chỉ rơi vào thế hạ phong, còn đã là toàn lực ứng phó, cũng không có như hắn nói trước trận đấu nhường một tay. Sở Trần từng bước nghiền nát cao ngạo trong lòng Triệu Thiên Hạo. Tiên thiên võ giả sao? Truyền nhân sư vương sao? Trước mặt ta, cái gì cũng không phải. Thế tấn công của Sở Trần mạnh mẽ nặng nề, giống như mãnh long qua sông, cuối cùng một quyền đánh bay Triệu Thiên Hạo. Dựa theo một trận thanh âm kinh hô, thân thể Triệu Thiên Hạo xẹt qua một đạo parabol duyên dáng, rơi thẳng xuống sông. Bọt nước bắn tung tóe. Ta cho Triệu sư phụ một chút thể diện, không cần ngươi cởi quần áo trước mặt mọi người. Thân ảnh Sở Trần dừng lại, nhìn Triệu Thiên Hạo đang đạp nước lên trên mặt sông, cứ như vậy, ở trong nước cởi quần áo mình ra, khỏa thân bơi khắp Châu Giang. Đám đông xôn xao, một hồi đánh cuộc này đột ngột, Sở Trần thắng cũng dứt khoát lưu loát. Triệu Thiên Hạo trực tiếp bị đánh xuống Châu Giang. Hắn bơi không, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Triệu Thiên Hạo còn đang đạp nước trên mặt sông, giống như vịt nước, nhưng mà, lại dần dần cập bờ, tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Tự mình nói ra đánh cược, dưng dưng cũng phải đi hoàn thành. Sở Trần đi tới vị trí Triệu Thiên Hạo muốn lên bờ, trực tiếp một cước về phía Triệu Thiên Hạo. Ị bùm một tiếng, Triệu Thiên Hạo kêu thảm một tiếng, lại một lần nữa rơi xuống nước. Mọi người nhìn một màn này, càng là kinh hô, một cước này của Sở Trần đã hung hăng dẫm đạp tôn nghiêm của Triệu Thiên Hạo rồi. Không để lại bất kỳ thể diện nào, dù cho, hắn là đại đệ tử của Triệu Phương Tuyền. Không nề mặt, đám người vây xem trực tiếp nổ tung. Đối với bọn họ mà nói, một cước này của Sở Trần, đã không chỉ là Triệu Thiên Hạo, mà còn là thể diện của Triệu Phương Tuyền. Hạo tiểu tử, ngay cả sư vương Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền mặt mũi cũng không nề mặt a. Sư vương lĩnh Nam Lâm Viêm nhìn thấy một màn này, vuốt nhẹ râu của mình, trong lòng có loại cảm giác thống khoái khó hiểu, quả nhiên không phải tất cả mọi người đều quen hẳn. Không chỉ có Lâm Viêm, ở đây không ỉ người đều nghe nói qua Triệu Thiên Hạo, tuy rằng thời gian đến Dương Thành chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng lại là ngang ngược có tiếng,
ỷ vào thân phận là cháu trai và đại đệ tử cao cấp nhất của Triệu Phương Tuyền, người bình thường thật đúng là không dám đắc tội. Tối nay bị đánh đập dã man. Sở Trần, trên mặt sông vang lên thanh âm phẫn nộ gầm thét của Triệu Thiên Hạo, người khinh người quá đáng. Sở Trần mặt không chút thay đổi, đi lên vài bước, lại một lần nữa đá Triệu Thiên Hạo đang cố gắng lên bờ xuống. Khinh người quá đáng, đêm nay nếu thực lực của anh kém một chút, đánh không lại Triệu Thiên Hạo, hiện tại người phải khỏa thân bơi khắp Châu Giang, nhất định là anh. Triệu Thiên Hạo rõ ràng dẫm lên anh mà đến. Đối mặt với loại người này, Sở Trần chỉ có một ý nghĩ, đó chính là dẫm trở về. Một cước cuối cùng của Sở Trần trực tiếp đá vào mặt Triệu Thiên Hạo, Triệu Thiên Hạo rơi xuống mặt sông, liên tục uống vài ngụm nước Châu Giang mới thỏ sao hổn hển, lần nữa ngẩng đầu nhìn Sở Trần, ánh mắt không tự chủ được toát ra vài phần kinh hoàng. Sở Trần này, tuyệt không biết cân nhắc, hắn là một thành viên của phái đoàn Nam Mỹ của cuộc thi sư vương tranh bá năm nay. Sở Trần không sợ khiến phái đoàn Nam Mỹ bất mãn, khởi xưởng khẳng nghị sao? Sư phụ ta, là Triệu Phương Tuyển. Triệu Thiên Hạo ở trong nước cuối cùng dãy giụa, nhắc nhở Sở Trần. Sở Trần cũng nghiêm túc nhắc nhở Triệu Thiên Hạo, nguyện chịu thua, ta khuyên ngươi vẫn nên giữ lại chút thể lực bơi đến bờ bên kia, có lẽ ở bên kia không có ai ngăn cản ngươi, ngươi có thể chạy trốn ở bên kia, nhưng ở trước mặt ta, tuyệt đối không được. Khuôn mặt Triệu Thiên Hạo co giật, ánh mắt tuyệt vọng. Người đàn óng này có phải là ma quỷ không? Khuyên người phải có lòng bao dung, đạo lý đơn giản dễ hiểu như vậy, sư môn trưởng bối ngươi chưa từng dạy ngươi sao? Một thanh âm vang lên, Triệu Phương Tuyền chậm rãi cất bước về phía này, khuôn mặt trầm thấp. Triệu sư phụ tới rồi, Sở Trần quá không thức thời, chọc cho Triệu sư phụ ra tay, đối với hắn có chỗ tốt gì? Chậc chậc, đánh nhỏ, lớn ra mặt, ta ngược lại muốn nhìn xem, Triệu Phương Tuyền có mặt mũi hay không lấy lớn hiếp nhỏ. Ở trước mắt bao người ra tay đối phó Sở Trần. Tiểu Thu, cậu ở đây để mắt. Ninh Tử Châu thấy Triệu Phương Tuyền đi ra, lúc này quyết đoán nói, tôi đi tìm cung hội trưởng. Nếu như nói vừa rồi Sở Trần cùng Triệu Thiên Hạo là giao lưu giữa thanh niên và tiểu bối, như vậy, Triệu Phương Tuyền nhúng tay, sẽ trực tiếp khiến sự tình thăng cấp. Ánh mắt Sở Trần đối diện Triệu Phương Tuyền. Nửa hồi, Sở Trần nghiêm túc trả lời, sư môn trường bối ta thật đúng là chưa từng dạy ta đạo lý, bọn họ nói. Ở bên ngoài đụng phải chó, nên đánh, nên làm thịt, tuyệt đối không dung túng. Sở Trần thề, đây là nguyên văn. Trước khi xuống núi, một vị sư tôn nào đó của anh chính miệng nói với anh. Sắc mặt Triệu Phương Tuyền cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Những lời này của Sở Trần, chẳng phải là ám chỉ Triệu Thiên Hạo là chó sao? Đây cũng quá điên a. Để cho sư môn trưởng bối của ngươi đến đây đi. Triệu Phương Tuyền lạnh lùng mở miệng. Sở Trần lắc đầu, Triệu sư phụ có chuyện cứ nói thẳng. Trong lúc nói chuyện, Sở Trần đột nhiên một cước đá một tảng đá bên bờ sông, tảng đá bắn về một hướng, vừa vặn đập trúng Triệu Thiên Hạo đang có ý đổ lên bờ, Triệu Thiên Hạo kêu thảm một tiếng, bổ nhào ngã xuống. Triệu Phương Tuyền mặt không chút thay đổi, đi về phía trước một bước, nếu như sư môn trường bối của ngươi không có ở đây, ta cũng không khi dễ ngươi, chuyện đêm nay liền qua, để cho Triệu Thiên Hạo tự mình đi lên. Ánh mắt mọi người dừng ở trên người Sở Trần. Sở Trần sẽ đáp ứng sao? Tống Thu thở dài một tiếng, rõ ràng là Triệu Thiên Hạo tự mình tìm tới cửa, sau đó kỹ năng không bằng người, hiện tại ngược lại nói giống như là anh rể khi dễ hắn vậy. Hừ, Triệu Phương Tuyền này không phải là cậy già lên mặt, nếu như sư môn trường bối anh rể ở chỗ này, làm sao còn đến phiên hắn đến nói chuyện? Xung quanh cũng vang lên thanh âm nghị luận, Triệu Phương Tuyền tự mình gây áp lực. Có thể đẻ cho Triệu Phương Tuyền trước mắt bao người nói ra một câu như vậy, Sở Trần đủ kiêu ngạo. Sở Trần chẳng qua chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, hắn có tư cách gì kiêu ngạo. Triệu sư phụ cũng nói, chỉ là không muốn khi dễ hắn mà thôi, nếu Triệu sư phụ ra tay, 10 Sở Trần cũng không đủ đánh. Giải tán rỉa tán, ta dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến câu trả lời của Sở Trần, chẳng lẽ Sở Trần còn muốn dùng cùi trỏ bẻ bắp đùi. Ánh mắt Sở Trần cùng Triệu Phương Tuyền nhìn nhau. Một lát sau, Sở Trần lắc đầu, khuôn mặt hiện lên mỉm cười, xin lỗi, ai nói cũng vô dụng, người thua, phải thực hiện đặt cược, nếu không, coi như là con nít chơi ở nhà. Lời vừa dứt, mọi người xôn xao. Sở Trần cứng rắn với Triệu Phương Tuyền, hai người hoàn toàn bất đồng lượng cấp A. Sở Trần cũng quá cuồng đi, tuy nói Sở Trần là quán quân sư vương tranh bá lần này, nhưng quán quân này làm sao lại đến trong lòng mình không có điểm số nào. Lúc này, người nghe tin mà đến vây xem càng ngày càng nhiều.
Rất nhiều người chỉ nghe thấy Sở Trần nói một câu cuối cùng với Triệu Phương Tuyền, khiếp sợ vô cùng. Phải biết rằng, Triệu Phương Tuyền chính là võ đạo tông sư thực sự, sư vương tranh bá lần này, cũng chỉ thua cái sư vương thần bí kia, vị sư vương thần bí kia sau khi rơi xuống lôi đài, đã sớm biến mất không thấy, tiệc rượu đêm nay cũng không có tởi. Sở Trần dựa vào cái gì eo mà cứng rắn Triệu Phương Tuyền. Anh rể thật sự không sợ trời không sợ đất a. Ngay cả Tống Thu cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn khuôn mặt đen càng lúc càng trầm thấp của Triệu Phương Tuyền, Tống Thu theo bản năng dùng ánh mắt đi tìm Ninh Tử Châu một chút. Nếu Ninh Tử Châu không thể kịp cứu binh, như vậy, anh rể, nguy kịch. Chỉ có người vây xem không ngại chuyện lớn. Đến đây, thiếu chút nữa không bắt kịp trò hay. Không phải anh nói tối nay tiệc rượu rất nhàm chán, đi cùng bạn gái sao? 3 phút cùng bạn gái lẽ nào còn chưa đủ sao? 999, lúc nãy, người phụ nữ áo chàng quay đầu lại, nhìn Sở Trần, đi lên, sờ sờ khuôn mặt Sở Trần một chút, triển nhan cười, Trần Trần, vui vẻ nha. Trong mắt Tống Thu trợn tròn đến mức tròn vo. Xong rồi, chị ba, xong rồi. Tiên nữ tỉ tỉ cười, giống như gió xuân, làm Tống Thu đứng ở xa xa đều đắm chim xuống. Càng chưa nói là gặp phải anh rể sờ mặt, mọi người nhìn chăm chú, Sở Trần có chút ngượng ngùng lui về phía sau một bước. Sau đó nhìn thoáng qua Triệu Phương Tuyền xa xa ngã xuống đất, chỉ qua quân tỷ tỷ, hắn khi dễ ta. Người phụ nữ áo trắng nhìn qua, sắc mặt lạnh lẽo, lăn lại đây, xin lỗi Trần Trần của ta. Người phụ nữ áo trắng đối mặt Sở Trần, làm cho người ta cảm giác như gió xuân, tựa như tiên nữ hạ phàm, nhưng khi cô nhìn về phía Triệu Phương Tuyền, một tiếng quát kia, khuôn mặt trong nháy mắt bao trùm một tầng băng xương, đôi mắt đẹp thẩm thấu ra sắc lạnh như mũi tên đánh trúng Triệu Phương Tuyền. Triệu Phương Tuyền trong lòng kinh hãi đến cực hạn, nội tâm sớm đã đảo lộn, không thể tin nhìn người phụ nữ áo trắng. Gió sông quá lạnh sao? Ta làm sao nhìn thấy Triệu sư phụ đang phát run? Đổi lại là cô, lúc giả vờ bị người ta một chiêu đánh bay, cô có thể không run sao? Người phụ nữ áo trắng này là ai? Tỷ tỷ của Sở Trần. Vốn dĩ Sở Trần có một hậu chiêu này, khó trách không để Triệu Phương Tuyền ở trong mắt, đổi lại là ta, có một vị thần tiên tỷ tỷ như vậy làm chỗ dựa. Ta đã sớm để cho Triệu Phương Tuyền ăn cứt rồi. Điều này, nói ẩu nhưng cũng có lý, tôi cũng nghĩ như vậy. Những người này cũng không dám lớn tiếng nghị luận, bọn họ không biết lai lịch của người phụ nữ áo trắng, ánh mặt đều nhìn Triệu Phương Tuyền. Người phụ nữ áo trắng bảo hẳn lăn qua đây. Thần sắc Triệu Phương Tuyền âm trầm, lúc này đã đứng lên, có lẽ là gió lớn, quần áo đang run rẩy. Cô là ai, lại dám nói chuyện với thúc ta như vậy? Triệu Thiên Hạo không quan tâm nhiều đến điều đó, hắn cho rằng Triệu Phương Tuyền bị đánh bay chẳng qua là nhất thời không đề phòng, từ nhỏ đến lớn, ở trong lòng Triệu Thiên Hạo, Triệu Phương Tuyền chính là tồn tại giống như thần minh. Thần minh há lại cho người khác dung nhục, Triệu Thiên Hạo nhìn chằm chằm người phụ nữ áo trắng, lòng đầy cám phẫn. 3. Mọi người chỉ thấy người phụ nữ áo trắng vung tay ảo lên, ngay cả một cái bóng cũng không bắt được, Triệu Thiên Hạo liền đáp ứng ngã xuống. Một bên mặt sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chật vật ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ nhìn người phụ nữ áo trắng, ở người khác xem ra đây là tiên nữ hạ phàm, nhưng lúc này trong mắt Triệu Thiên Hạo, đây là ma nữ La Sát. Nợ đánh cược vừa rồi, hiện tại có thể thực hiện rồi chứ? Sở Trần đi lên, cúi đầu nhìn Triệu Thiên Hạo, trước khi Triệu Phương Tuyền xuất hiện, Sở Trần cũng đã biết người phụ nữ áo trắng đến. Vì vậy, anh không sợ hãi. Đừng nói là một sư vương Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền, cho dù tà tông sư thái đấu trong giới võ giả, Sở Trần cũng chiếu theo không sai. Huống chi, anh hoàn toàn kiểm soát, thân thể Triệu Thiên Hạo run lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mang theo cầu cứu nhìn Triệu Phương Tuyền, đồng tử chợt co rụt mạnh. Triệu Phương Tuyền thế nhưng xoay người rời đi, không có một chút lưu luyến. Thúc, thanh âm Triệu Thiên Hạo thê lương vô cùng, bước chân Triệu Phương Tuyền nhanh hơn, Triệu gia có con, uy chấn khắp nơi. Sở Trần nhìn Triệu Thiên Hạo, híp cười nói, chẳng lẽ ngươi thật sự còn trông cậy vào han cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền? Triệu Thiên Hạo mặt như cho tàn, ngươi tự mình bơi qua, hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Sở Trần cũng không muốn nói nhảm với Triệu Thiên Hạo nữa. Thân thể Triệu Thiên Hạo run rẩy đứng lên, bộ pháp nặng nề di chuyển về phía bờ sông, toàn bộ Châu Giang đều yên tĩnh lại. Một người phụ nữ áo trắng xuất hiện, không tốn nhiều sức xoay chuyển cục diện. Triệu Thiên Hạo tự nuốt kết cục thảm hại, Triệu Phương Tuyền chạy trối chết. Bụp, ngay khi Triệu Thiên Hạo sắp xuống nước, một đạo thanh âm khiến cho hắn chú ý, Triệu Thiên Hạo lập tức quay đầu lại, đồng tử lại một lần nữa phóng đại,
không thể tin nhìn chằm chằm phía trước, Triệu Phương Tuyền vừa mới chạy trốn, dĩ nhiên bị bắt trở về, trực tiếp ném ở trước mặt Sở Trần. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm Triệu Thiên Hạo không thể khống chế dâng lên một tia khoái cảm. Khi hắn cần Triệu Phương Tuyền nhất, Triệu Phương Tuyền không chút do dự rời khỏi hắn. Đều, phải, chết, nội tâm Triệu Thiên Hạo bóp méo. Minh một mình khỏa thân bơi khắp Châu Giang sẽ trở thành tiêu điểm, nhưng nếu Thúc Thúc cũng bị trừng phạt gì, đại đa số ánh mắt đều sẽ rơi vào trên người Thúc Thúc, hắn chính là sư vương Nam Mỹ A. Thả Thúc ta ra, Triệu Thiên Hạo lúc này giống to, đêm nay tất cả đều là do ta tự mình làm, cùng Thúc ta không liên quan, Thúc ta không có sai ta đi đối phó Sở Trần lời vừa dứt, ánh mắt mọi người không khỏi nhao nhao trở nên quái dị. Lời nói này, giấu đầu lòi đuôi. Triệu Phương Tuyền vừa muốn đứng lên cũng phun ra máu giả, lạnh run. Chạy là thượng sách, sách lược của Triệu Phương Tuyền không sai, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn bị người ngăn lại, mặc dù là đàn bà con gái, nhưng đối phương bắt giữ lại vô cùng kinh khủng, đảo mắt chế ngự hắn, giống như sách gà con mang hắn trở về, ném ở trước mặt Sở Trần. Hiện tại còn bị Triệu Thiên Hạo một kích chí mạng, ta đáp ứng để ngươi đi sao? Người phụ nữ áo trắng nhìn chằm chằm Triệu Phương Tuyền, lăn qua đây xin lỗi Trần Trần ta. Tống Thu thấy một màn này, nội tâm càng thêm cảm khái vô hạn. Anh rể được thiên vị, được yêu thương mãi mãi không sợ hãi. Muốn có một người chỉ yêu thương tôi. Tống Thu không khống chế được bước chân của mình đi tới. Triệu Phương Tuyền lúc này ngẩng đầu lên, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung lại đây, cảm giác nhục nhã thật lớn dâng lên trong lòng. Vốn định hung hăng nhục nhã vị sư vương Trung Quốc này một phen, là ồ không ngờ lại bị nhục nhã. Trước mắt bao người, muốn hắn đường đường là sư vương Nam Mỹ xin lỗi một tiểu tử Trung Quốc. Triệu Phương Tuyền cắn răng mạnh mẽ, thanh âm có lực xin lỗi. Sở Trần còn chưa nói gì, người phụ nữ áo trắng đã cau mày lại, ta nói là lăn qua đây, còn thiếu một cái lăn. Sắc mặt Triệu Phương Tuyền trắng bệch, cả người không tự chủ được run rẩy. Đối phương đây là muốn trà đạp tôn nghiêm của sư vương Nam Mỹ hắn đè trên mặt đất. Đây là khoảnh khắc hối hận nhất trong đời Triệu Phương Tuyền. Hoặc, cùng với cháu trai của ngươi, cùng bơi khắp Châu Giang. Người phụ nữ áo trắng cho Triệu Phương Tuyền một lựa chọn. Triệu Phương Tuyền hai tay nắm chặt, mọi người xung quanh đều im lặng. Không ai nghĩ tới, khí thế của người phụ nữ áo trắng này quá mức đáng sợ, Triệu Phương Tuyền ở trước mặt cô yếu ớt như tờ giấy. Cô cũng không có chút ý tứ khinh thường Triệu Phương Tuyền. Lý do chính là, Triệu Phương Tuyền muốn khi dễ Trần Trần của cô. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ninh Tử Châu và Cung Thường Hồng chạy tới. Sở Thúc, Ninh Tử Châu còn ở rất xa liền hô to, thấy Sở Trần không sao. Ninh Tử Châu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt tự nhiên rơi vào trên người phụ nữ áo trắng, lập tức nhìn ngây người. Thần sắc Cung Thường Hồng vốn cũng rất lo lắng. Sở Trần chính là quán quân sư vưởng tranh bá mà Sở Khai Bình chỉ đích danh, buổi tiệc rượu tối nay, Sở Khai Bình cũng gặp Sở Trần, trước đó, Cung Thường Hồng càng từ trong miệng Sở Khai Bình biết được, Sở Trần sắp gia nhập bộ phận đặc biệt của cục đặc chiến, Thiên Võng Điện. Nếu Sở Trần bị Triệu Phương Tuyền làm nhục, hắn cùng không có cách nào giải thích. Nhưng từ cục diện trên sân, bên bị khi dễ nhục nhã, tựa hồ là Triệu Phương Tuyền. Triệu Phương Tuyền thấy Cung Thường Hồng đến. Nhất thời kích động vạn phần, cung hội trường, ngài tới thật tốt quá. Cung Thường Hồng không chỉ là hội trường Hiệp hội Võ sư Trung Quốc, hắn có địa vị rất quan trọng trong giới võ giả Trung Quốc, điểm này Triệu Phương Tuyền rất rõ. Mình tốt xấu gì cũng là nhân vật tiêu biểu của sư đội Nam Mỹ, được mời đến tham gia sư vương tranh bá, Cung Thường Hồng khẳng định sẽ không trơ mật nhìn mình bị khi dễ trước mắt bao người. Cung Thường Hồng đến gần, người phụ nữ áo trắng nghiêng mặt nhìn lại cung hội trường. Cung Thường Hồng tựa như điện giật đứng lại, nhìn người phụ nữ áo trắng. Một lúc lâu sau, Cung Thường Hồng lại nhìn thoáng qua Triệu Phương Tuyền. Hắn dường như hiểu điều gì đó. Cung Thường Hồng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhận điện thoại, alo, alo, xin chào, alo, tôi không nghe rõ, anh nói về cái gì. Ở đây gió to, alo, thanh âm Cung Thường Hồng dần dần biến mất, thân anh cung dần dần xa, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Ở chỗ quẹo. Cung Thường Hồng đột nhiên chợt lóe, sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh chảy xuyên ra. Ai đã mời bà cô kia tới? Cung Thường Hồng sợ một trận. Trong lúc bất chợt nghĩ đến Sở Trần đứng bên cạnh người phụ nữ áo trắng, trong đầu Cung Thường Hồng hiện lên một đạo linh quang. Khó trách yêu nghiệt như vậy, thì ra, thật sự là đệ tử cửu huyền. Bên bờ sông, Triệu Phương Tuyền choáng váng. Cung Thường Hồng xuất hiện, phảng phất để cho hắn NSLN thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
thế nhưng, còn chưa kịp bắt lấy, cọng rơm cứu mạng này đã bay xa. Không chỉ có Triệu Phương Tuyền, những người còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm. Một ánh mặt của người phụ nữ áo trắng lại dọa cung hội trưởng đi. Tống Thu nội tâm không khỏi rên rỉ vài tiếng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ áo trắng, thật không hổ là thần tiên tỷ tỷ Ninh Tử Châu vẫn duy trì dấu chấm hỏi trong đầu. Ngươi vừa rồi không phải nói, sư môn trưởng bối ta không có ở đây, ngươi không nỡ khi dễ ta sao? Sở Trần mở miệng, NSLN Triệu Phương Tuyền, hiện tại sư phụ của ta tới rồi, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Thanh âm êm tai, dung nhan tuyệt thế, thái độ thân mật, phóng thích ra một tín hiệu mãnh liệt cho Tống Nhan. Sắc mặt Tống Nhan hơi có chút trắng bệch, trong nháy mắt này, trong đầu cô bổ sung không ít hình ảnh. Nàng có thể đoán được Sở Trần lai lịch bất phàm, người phụ nữ áo trắng nói câu đầu tiên, có nghĩa là, người phụ nữ áo trắng là người Sở Trần biết trước khi gặp cô. Vị hôn thê, Tống Nhan cảm giác được tối nay gió rất lạnh, dù sao Sở Trần là mình nhặt được, có lẽ, anh muốn trở về một nơi thuộc về anh. Tống Nhan khẽ mím môi, trong lúc bất chợt ý thức được mình không thể thất lễ, cố gắng nở nụ cười đi về phía trước. Tống Thu sau khi xuống xe vẫn nhìn chăm chú vào Tống Nhan, tự nhiên nhận ra khuôn mặt Tống Nhan thay đổi rất nhỏ, vội vàng mở miệng chị mau đến đây, tối nay nhà chúng ta có khách quý tới. Sở Trần lúc này cũng vẻ mặt tươi cười đi qua, nắm tay Tống Nhan, thân sắc khẽ giật mình, bàn tay ngọc mảnh khảnh của Tống Nhan, sao lại có chỗ lạnh như bảng. Nam Cung Quân cũng đang đánh giá Tống Nhan. Quân tỷ tỷ, vợ ta, Tống Nhan. Sở Trần vẻ mặt trịnh trọng giới thiệu. Quân tỷ tỷ, Tống Nhan sửng sốt, cô là tỷ tỷ của Sở Trần. Chị, thần tiên tỷ tỷ là sư phụ của anh rể. Tống Thu vội vàng bổ sung một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo của Tống Nhan toát ra một tia ngạc nhiên. Cô như thế nào cũng không có nghĩ người phụ nữ áo trắng tuyệt thế cùng sư phụ của Sở Trần có quan hệ. Vừa nghĩ đến hình ảnh vừa rồi của mình, Tống Nhan có chút xấu hổ, có chút không biết làm sao, không biết nên xưng hô Nam Cung Quân như thế nào. Cũng như Trần, gọi ta một tiếng Quân tỷ tỷ là được. Nam Cung Quân khuôn mặt nở nụ cười, đi lên phía trước, vỗ tay Sở Trần, sau đó tự mình kéo tay Tống Nhan, Nhan. Người thật xinh đẹp nha, Trần gặp vận may đi. Sở Trần, hai má Tống Nhan nhanh chóng ửng hồng, Quân tỷ tỷ, tỷ càng đẹp hơn. Hai người khen ngợi lẫn nhau một hồi sau đó, thế nhưng lập tức trở nên quen thuộc, gạt Sở Trần sang một bên. Nam Cung Quân từ trên cổ tay lấy xuống một cái vòng tay, đưa cho Tống Nhan, lần đầu tiên gặp mặt, Quân tỷ tỷ cũng không có thứ gì khác cho ngươi, chỉ là một cái vòng tay, ngươi đeo đi. Làm sao có thể, Tống Nhan vội vàng mở miệng. Cuối cùng dưới sự kiên trì của Nam Cung Quân đeo vào, Nam Cung Quân nắm tay Tống Nhan, lúc này nhớ tới Sở Trần, ở trước mặt Sở Trần dương lên một chút, Trần, người xem tay Nhan phối với cái vòng tay này, có phải đặc biệt đẹp hay không? Cực kỳ đẹp, Sở Trần gật đầu, cậy vòng tay này, há chỉ là đẹp mắt, chỉ có Sở Trần rõ ràng lai lịch của cái vòng tay này. Trong vòng tay ẩn chứa kỳ môn thuật, chỉ riêng trận pháp, một khi kích phát, cũng đủ để ngăn đòn toàn lực của bất kỳ tên võ đạo tông sư nào. Có thể nổi, chỉ cần Tống Nhan không chủ động cầm lấy chiếc vòng tay này, cho dù là võ đạo tông sư, cũng đừng mơ tưởng làm tổn thương cô. Đây là một món quà lớn. Mấy người đi vào đại sảnh, biết sư phụ Sở Trần tới, trưởng bối Tống gia cũng đều đi ra. Tống Trường Thanh tự mình pha trà chiêu đãi Nam Cung Quân, cô Quân, mời uống trà. Cô Quân, là Nam Cung Quân bảo cho bọn họ xưng hô với Minh. Cũng không thể gọi mình là Nam Cung sư phụ đi. Nam Cung Quân cười gật đầu, lão gia tử không cần khách khí, tôi lần này xuất hiện, chính là thảm Trần, còn có, thuận tiện giải quyết một vấn đề nan giải của hắn. Nghe vậy, Sở Trần lúc này mới nhớ ra, vội vàng nói với Tống Thu, Tiểu Thu, cậu đi gọi Tiểu Mặc cùng Dương Tiểu Cần tới. Vết thương trên mặt Dương Tiểu Cần, con người Tống Nhan cũng không khỏi phát sáng. Sở Trần từng nói qua, trong thiên hạ, chỉ có hai người có thể chữa khỏi cho Dương Tiểu Cần, một trong số đó chính y à Quân tỷ tỷ trước mắt. Nam Cung Quân cầm lấy chén trà, tôi lấy trà thay rượu, cảm tạ các vị năm năm qua chăm sóc Trần. Mấy người Tống gia vội vàng cầm chén. Bọn họ tuy rằng không biết bản lĩnh của Nam Cung Quân, thế nhưng, năng lực từ trên người Sở Trần bày ra, có thể thấy được một chút. Bên ngoài đại sảnh, Trương Vận Quốc vừa thu thập một tin tức mới nhất, vội vàng đến gần đại sảnh. Sở thiếu. Trương Vận Quốc thần sắc ngưng trọng, Dương Thành bên kia có tin tức, thanh âm Trương Vận Quốc đột nhiên dừng lại, trong mắt phảng phất đều muốn lồi ra nhìn Nam Cung Quân ngồi bên cạnh Sở Trần tựa như gặp phải sét đánh. Quân tiên tử, cửu huyền cửu mạch,
9 vị nhân vật đứng ở đỉnh phong giới võ giả. Thế nhưng tối nay, xuất hiện ở Tống gia, bùm, Trương Vận Quốc không khống chế được hai chân mình, bá ỷ kiến quân tiên tử. Nam Cung Quân có chút bất ngờ, cô cũng không biết Trương Vận Quốc, thản nhiên nhìn thoáng qua, xua tay nói, đứng. Yên nói chuyện, một màn này, làm đám người Tống Trường Thanh chấn động. Đó chính là Trương Đạo Trường, năm nãm qua, Tống gia dựa vào thủ đoạn thần kỳ của Trương Đạo Trường, mới khởi tử hồi sinh. Nhưng Trương Đạo Trường trước tiên nhìn thấy sư phụ Sở Trần, dĩ nhiên là giống như phản xạ có điều kiện quỳ xuống. Địa vị giang hồ của sư phụ Sở Trần so với trong tưởng tượng của bọn họ còn cao hơn nhiều. Nếu không phải quan hệ của Sở Trần, chỉ sợ cả đời bọn họ cũng không có cơ hội cùng nhân vật thần tiên như vậy ngồi cùng một chỗ uống trà đi. Dương Thành làm sao vậy? Sở Trần hỏi một tiếng. Trương Vận Quốc phục hồi tinh thần lại, cúi đầu trầm giọng nói, phái sư Nam Mỹ chính thức kháng cáo lên chính phủ, nói đại diện dự thi của bọn họ trong lúc sư vương tranh bá bị đối sư không công bằng và bị nhục nhã, yêu cầu chính phủ phải cho một lời giải thích. Đồng thời, phái sư Nam Mỹ còn nói, nếu như chính phủ không cho một lời giải thích thỏa đáng, phái sư Nam Mỹ sẽ phái võ đạo tông sư đến Trung Quốc tự mình đòi giải thích. Trương Vận Quốc vốn còn có một ít thấp thỏm bất an đến báo cáo tin tức này, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Quân, Trương Vận Quốc cảm thấy tin tức này của mình thật sự quá dư thừa. Hắn không tin phái sư Nam Mỹ còn có siêu cường giả có thể sánh vai với tiên tử. Tô Nguyệt Nhàn con ngươi lo lắng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần thì trông mong nhìn Nam Cung Quân, Quân tỷ tỷ, bọn họ còn muốn khi dễ ta. Nam Cung Quân suy nghĩ một chút, nói với Trương Vận Quốc nói, ngươi thu thập tư liệu về tất cả võ đạo tông sư phái sư Nam Mỹ, trong vòng 3 ngày giao cho ta. Trương Vận Quốc trong lòng rùng mình, đáy lòng không kiềm chế được phấn chấn kích động, vâng. Quân tiên tử muốn ra tay. Phái sư Nam Mỹ quả thực không có mắt, dám ở trước mặt quân tiên tử khi dễ đồ đệ yêu mến của cô, thật sự quá mức nông cạn. Trương Vận Quốc lĩnh mệnh rời đi, chân trước vừa mới bước ra khỏi đại sảnh, Ninh Tử Mặc cũng đã mang theo Dương Tiểu Cẩn tiến vào. Tiểu Mặc, Tiểu Cẩn, ngồi bên này. Sở Trần chào hỏi, Ninh Tử Mặc kìm nén nội tâm thấp thỏm, trên đường tới đây, Tống Thu đã nói với hắn tất cả. Đó là hy vọng chữa khỏi vết thương trên mặt Dương Tiểu Cẩn. Ninh Tiểu Mặc nắm chặt tay Dương Tiểu Cẩn, hai người không có ngồi xuống, mà là thấp thỏm bất an đứng ở trước mặt Nam Cung Quân. Tiền bối, Ninh Tử Mặc cảm giác thanh âm của mình đều đang run rẩy. Con người Nam Cung Quân nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn, cởi khăn che mặt ra. Trong nháy mắt khi tấm khăn che của Dương Tiểu Cẩn được gỡ xuống, mọi người vẫn không kiềm chế được trong lòng run lên. Loại vết thương này, thật sự quá mức giật mình. Phu thần phái, quả nhiên phát rồ. Nam Cung Quân đứng lên, cẩn thận quan sát vết thương của Dương Tiểu Cẩn ở cự ly gần, một lát sau, trầm ngâm. Trong lòng Ninh Tử Mặc không khỏi phốc một cái, nhất thời khẩn trương lên. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được, lòng bàn tay Dương Tiểu Cẩn cũng đang toát mồ hôi lạnh. Quân tỷ tỷ, thế nào? Sở Trần hỏi, có khó không? Nam Cung Quân thở dài một tiếng, vết thương của cô ấy, có chút ngoài dự liệu của ta. Con người Dương Tiểu Cẩn toát ra một trận ảm đạm, nội tâm Ninh Tử Mặc cũng trong nháy mắt trầm thấp, nắm tay Dương Tiểu Cẩn lại càng chặt, bất luận như thế nào, hắn đều sẽ cả đời chăm sóc Tiểu Cẩn. Quả thật có chút khó khăn, 3 năm ngày mà nói, rất khó hoàn toàn chữa khỏi. Nam Cung Quân nói, xem ra, ta phải ở chỗ này 10 ngày nửa tháng, ngươi yên tâm đi, nhiều nhất nửa tháng, vết thương trên mặt của cô gái này sẽ biến mất. Phòng khách biệt thự, im lặng không tiếng động, hồi tinh thần lại, môi run rẩy, ánh mắt mang theo không thể tin, hai tay đều kích động đến không cách nào run rẩy, tiền bối nói, là thật sao? Tiểu Mặc cậu yên tâm, Sở Trần mỉm cười, Quân tỷ tỷ nói một là một. Thân hình Dương Tiểu Cẩn cũng khẽ run lên, hai mắt mông lung. Không có người phụ nữ nào không thèm để ý dung nhan của mình, nhất là tình huống này của Dương Tiểu Cẩn, cô nằm mơ cũng muốn chữa trị vết thương trên mặt mình. Trong vòng nửa tháng làm cho vết thương trên khuôn mặt của mình biến mất vô tung, Dương Tiểu Cẩn có loại cảm giác lạc mình trong mộng cảnh. Dương Tiểu Cẩn, quỳ tạ đại ân của tiền bối. Dương Tiểu Cẩn khóc nức nở quỳ xuống. Nam Cung Quân ý bảo Tống Nhan đỡ Dương Tiểu Cẩn dậy, ta cần một ít tài liệu, nửa ngày mai, chuẩn bị đầy đủ cho ta. Nam Cung Quân dừng một chút, con ngươi liếc về phía Sở Trần, Trần, ngươi ghi chép lại. Sở Trần lập tức cầm giấy bút tới. Nam Cung Quân nói dược liệu cần nhất ra, nhớ kỹ, tốt nhất đều là thượng phẩm, hiệu quả tốt nhất. Để cháu làm, Ninh Tử Mặc thật cẩn thận tiếp nhận giấy ghi chép dược liệu từ trong tay Sở Trần, thần sắc kiên định,
chuyện liên quan đến Dương Tiểu Cần, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút sơ suất. Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người sớm nghỉ ngơi sớm đi. Nam Cung Quân mỉm cười nói, Trần Trần, đi ra ngoài, ta kiểm tra bài tập của ngươi một chút. Sở Trần nhất thời trở thành mặt nhăn nhó, mình bị bùa trấn hồn phong ấn năm nãm, thực lực cũng không có bất kỳ tăng lên nào. Nhưng, Sở Trần cũng không dám nói cái gì, đi theo Nam Cung Quân đi ra ngoài. Tống Nhan lần đầu tiên thấy thần sắc Sở Trần như vậy, không khỏi hé miệng nở nụ cười. Tống Hồ, Cọc Hoa Mai, hai đạo thân ảnh chân đạp sao băng, Sở Trần cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng, anh cũng rất nhanh lại một lần nữa chạm tới cánh cửa tiên thiên. Sở Trần hiểu được, sư phụ muốn giúp anh bước vào tiên thiên. Sở Trần 5 năm trước cũng đã sắp bước vào tiên thiên cảnh giới, bước này đối với anh mà nói chẳng qua là nước chảy thành sông. Gió nhẹ thổi nhíu hồ tống. Sở Trần trong lúc bất chợt tiến vào trạng thái nhập định, khoanh chản mà ngồi. Nam Cung Quân đứng ở một bên, cười tủm tim nhìn Sở Trần, mài dao cần có thời gian nhưng không làm chậm quá trình chặt gỗ, không quá 3 năm, giới võ giả nhất định lại xuất hiện một vị khí tức cảnh. Khoảng một khắc đồng hồ, Sở Trần từ từ mở mắt ra. Tiên thiên võ giả, cuối cùng anh đã bước vào cấp độ này. Sở Trần có loại cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, theo bản năng khẽ nắm tay, sức lực tăng trưởng không ít. Trong đó rõ ràng nhất, là chỗ đan điền, nhiều hơn một luồng khí. Chúc mừng ngươi, khổ tu 5 năm, cuối cùng bước vào cấp độ tiên thiên võ giả. Nam Cung Quân cười tủm tỉm mở miệng, khóe miệng Sở Trần khẽ giật giật. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 5 năm trước anh đã là tiên thiên võ giả. Cảm nhận tốt một chút khí tức ở đan điền của ngươi, điều này liên quan đến tương lai ngươi có thể trưởng thành đạt tới cao độ. Nam Cung Quân nói, từ tiên thiên võ giả đến võ đạo tông sư đỉnh phong, kỳ thực chính là trong quá trình dưỡng khí, khí đầy đan điền, chính là thời điểm ngươi vượt qua võ đạo tông sư, tiến vào khí tức cảnh. Sở Trần nghi hoặc nhìn Nam Cung Quân, vì sao trước kia chưa từng nghe mọi người nhắc tới. Ngươi trước khi đến tiên thiên, nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Huống chi khụ, Nam Cung Quân không nói tiếp, đôi mắt Sở Trần trở nên u oán. Anh hiểu rồi, bùa trấn hồn. Căn bản là một âm mưu, lấy thuật bùa chú của anh tạo nghệ, còn không có tư cách nghiên cứu bùa trấn hồn thật sự, nhưng lúc xuống núi, sư phụ lại đột nhiên đưa bùa trấn hồn cho anh, để cho anh hảo hảo cảm thụ một chút, rảnh rỗi nghiên cứu, kết quả vừa chui vào, chính là 5 năm. Nãm 5 trấn hồn, linh hồn của ngươi trải qua tôi luyện như vậy, tương lai có hy vọng. Nam Cung Quân nghiêm nghị nói, chờ thời điểm ngươi tiến vào khí tức cảnh, ngươi liền biết chỗ tốt của linh hồn cường đại. Khí tức cảnh là có ý gì? Sở Trần nhịn không được hỏi. Vừa dứt lời, Sở Trần trong lục bất chợt cảm giác đọc Nam Cung Quân trước mắt đột nhiên trở nên cao lớn vô cùng, giống như ngọn núi khổng lồ, mang theo khí tức áp bách mãnh liệt. Cả người Sở Trần có loại cảm giác chỉ cần Nam Cung Quân động một cái ý niệm trong đầu, là có thể xé nát anh. Rất nhanh, Nam Cung Quân khôi phục như thường. Cảm nhận được chưa? Nam Cung Quân mỉm cười, đây là khí tức cảnh, thông tục mà nói, chính là khí thế, nhưng đây cũng không phải là khí thế làm bộ hù dọa người khác, là thực sự có thể chỉ cần một ánh mắt là có thể khống chế địch. Khí tức cảnh, chính là nuôi dưỡng khí trong đan điền, bằng cách nào đó hiện ra. Quân tỷ tỷ, tỷ hiện tại là khí tức cảnh. Sở Trần tò mò, anh chưa từng hỏi qua cảnh giới của mấy vị sư phụ. Nam Cung Quân nháy mắt mấy cái, người đoán xem. Sở Trần, trước mắt bay tới một vật, Sở Trần nhanh chóng bắt lấy, là một cây sáo màu xanh đồng. Thổi một khúc, an hồn nhạc. Nam Cung Quân nói, Sở Trần nhìn thoáng qua cây sáo, cửu huyền môn cửu mạch, Nam Cung Quân nhất mạch, chủ tu, nhạc. Cảm nhận được sáo truyền đến từng trận lạnh lẽo, Sở Trần lập tức cũng thu hồi tâm thần, rất nhanh, tiếng sáo vang lên. Tổ ấm nhỏ của Sở Trần Tống Nhan. Tống Nhan nằm trên giường, con người mở ra, cô không thể ngủ được. Sư phụ của Sở Trần thế nhưng trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, cô ấy đối với Sở Trần thật tốt. Ngày mai chính là ngày thuốc Bắc Trần chính thức lên kệ, nhất định sẽ mang đến tác động cực lớn đến thị trường dược phẩm của Thiền Thành. Vòng tay chỉ quân tặng thật đẹp, trong đầu Tống Nhan nghĩ đến đủ thứ chuyện. Đột nhiên, tiếng sáo vang lên bên tai. Tống Nhan ngay từ đầu còn cảm thấy tiếng sáo rất dễ nghe, hơn nửa đêm, sao đột nhiên lại có tiếng sáo. Nhưng mà, dần dần, buồn ngủ lại ập tới, Tống Nhan cũng cảm giác được mí mắt càng ngày càng nặng, ý niệm ngổn ngang trong đầu biến mất không thấy. Một khúc, an hồn nhạc dừng, Sở Trần có chút thấp thỏm bất an nhìn Nam Cung Quân. Tuy rằng bước vào cấp độ tiên thiên võ giả, giúp anh ấy hiểu sâu hơn về an hồn nhạc,
nhưng dù sao 5 năm cũng không có luyện tập qua, có chút xa lạ. Nam Cung Quân cười tủm tỉm nhìn Sở Trần, đưa tay ra. Sở Trần đưa tay ra, Nam Cung Quân cầm lấy cây sáo, sau đó ba một tiếng đánh xuống, hừ hừ, xem ngươi còn dám lười biếng hay không. Làm lại lần nữa, một khúc xong, lại là thanh âm đánh vào lòng bàn tay. Lặp lại nhiều lần, Nam Cung Quân mới cảm thấy mỹ mãn, ngươi trở về ngủ đi, nói thật, ngươi xuống núi 5 năm, ta đã lâu không cảm nhận được nghiện sư phụ. Sở Trần, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng rời đi, Quân tỷ tỷ rõ ràng chính là cử anh đến chơi. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhan mở mắt ra, ngồi dậy, tự minh ngẩn người. Vừa tỉnh lại, Tống Nhan cảm giác được mình đang ở trong trạng thái tinh thần cực tốt. Tối hôm qua vốn còn lăn qua lộn lại không ngủ được, sau đó tiếng sáo thần bí truyền đến, tiếng sáo kia, dĩ nhiên còn có tác dụng thôi miên. Tống Nhan ngây người, sau khi rời giường rửa mặt, thấy cửa phòng Sở Trần còn đóng chặt, Trần chờ một chút, vẫn nhịn không được đi gõ cửa, Sở Trần, dậy thôi, ABG đã quên hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là ngày GL. Sở Trần nằm ở trên giường giật mình, mới mặc quần áo đứng lên mở cửa, hôm nay là, hai má Tống Nhan trong nháy mắt đỏ lên, xì một tiếng, lưu manh. Tống Nhan trở lại sofa ngồi xuống, Sở Trần đùa cợt 10 phút sau, quần áo chỉnh tề đi ra, anh cũng nhớ tới chuyện gì xảy ra. Ngày trọng đại dưỡng sinh Hoàn Bắc Trần gõ cửa thị trường Thiên Thành. Ánh mắt Sở Trần dừng trên người Tống Nhan, trang phục tỉ mỉ, đôi môi son, đẹp đến cực hạn, ánh mắt Sở Trần không khỏi sáng lên, anh có loại cảm giác, Tống Nhan hôm nay tựa hồ càng thêm xinh đẹp. Xem ra, Tống Nhan đối với ngày lịch sử hôm nay của Bắc Trần, rất coi trọng. Sở Trần cũng khó có được nghiêm túc sửa sang lại mình một chút, nhìn vào gương cảm thán một tiếng, người cũng là một mỹ nam tử phong thần như Ngọc Á. Tống Nhan vừa vặn đi tói tính thúc giục Sở Trần, nghe vậy, không khỏi phốc suy cười ra tiếng, tự luyến. Sở Trần ho khan hai tiếng. Sở Trần, đêm qua anh có nghe thấy tiếng nhạc kỳ quái không? Lúc ăn sáng, Tống Nhan đột nhiên hỏi, cô cảm giác tối hôm qua mình ngủ có liên quan đến tiếng sáo thần bí kia. Tam tiểu thư cũng nghe thấy. Thím Tường bận rộn ở một bên lúc này ngạc nhiên nói, sáng nay lúc tôi đi ra ngoài mua đồ ăn, gặp được mấy người đều nói nghe thấy, hơn nữa, khúc nhạc kia còn có tác dụng thôi miên, chúng tôi đều nghe ngủ thiếp đi. Chậc chậc, nếu mỗi đêm đều có thể nghe, triệu chứng mất ngủ nhiều năm của tôi, khẳng định có thể chữa khỏi. Tống Nhan nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần ăn một miếng chảo nóng, lập tức nói, đó là, an hồn nhạc quân tỷ tỷ tự nghĩ ra, có công hiệu trấn an linh hồn. Thì ra là quân tỷ tỷ, con người Tống Nhan xẹt qua một đạo quang, quân tỷ tỷ thật sự quá lợi hại. Hai người ăn sáng xong, đi về phía biệt thự của Tống gia chủ. Anh rể, Tống Thu sải bước đi tới, theo bản năng nhìn Tống Nhan một cái a, chị ba hôm nay hình như xinh đẹp hơn rất nhiều. Sở Trần trừng mắt nhìn hắn một cái, chị ba cậu lúc nào không xinh đẹp như vậy. Tống Nhan, rất nhanh, Nam Cung Quân một thân áo trắng như tuyết cũng đi tới. Tống Thu trực tiếp nhìn ngơ ngác, lẩm bẩm thần tiên tỷ tỷ. Tống Nhan theo bản năng đứng thẳng người, đi về phía Nam Cung Quân, chủ động nắm tay cô Quân tỷ tỷ. Nhan Nhan, Nam Cung Quân cười khen ngợi vài câu trang phục hôm nay của Tống Nhan, sau đó nói với Sở Trần nói, Trần Trần, nghe nói ngươi còn mở công ty, hôm nay dẫn ta đi dạo công ty ngươi. Sở Trần gật đầu, không thành vấn đề. Tống Tả Dương có chút lo lắng, Sở Trần, ta nghe nói Tiền lão gia tử sáng sớm thiết yến. Mời không ít ông chủ hiệu thuốc Thiền Thành uống trà, nói là chúc mừng sản phẩm mới của dược phẩm Thiền Thị chính thức đưa ra thị trường, 10 giờ sáng, sẽ lên kệ các hiệu thuốc. Trong giới dược phẩm Thiền Thành, Thiền Thị cơ hồ có thể gọi là một tay che trời. Tô Nguyệt Nhàn thần sắc cũng lo lắng nhìn Sở Trần. Dù sao, đánh cược giữa Sở Trần và Tiền lão gia tử đã sớm truyền khắp Thiền Thành. Rất nhiều người đang chờ xem trò đùa của Sở Trần. Một tay che trời, Sở Trần mỉm cười, như vậy. Hôm nay trời Thiền Thành, nhất định phải sụp xuống. Không sai, Tống Thu vung nắm đấm, em chờ xem anh dễ lật ngược tình thế, xoay chuyển càn khôn. Sở Trần giơ ngón tay cãi lên, tiểu thu có mắt. Đương nhiên rồi, Tống Thu cười hắc hắc, có thần tiên tỷ tỷ ở đây, Tiền Thị chắc chắc thua. Tình yêu sẽ không biến mất, tình yêu sẽ thay đổi. Sở Trần yên lặng nhìn Tống Thu một cái. Sau khi quân tỷ tỷ xuất hiện, Tống Thu đã trở thành fan não tàn của quân tỷ tỷ. Lái xe đi, Tống Thu lái xe ra, Sở Trần ngồi ghế phụ, Nam Cung Quân cùng Tống Nhan ngồi ở phía sau tán gẫu, đề tài của hai người rất rộng, Sở Trần phát hiện mình thế nhưng hoàn toàn không xen vào được, ví dụ như lúc hai cô tán gẫu các loại son môi,
trong đầu Sử Trần trực tiếp đánh mấy dấu chấm hỏi. Tiền thị lúc này đây, thật đúng là khí thế hung hùng. Tống Thu lái xe đột nhiên mở miệng, dọc đường đi, phàm là hiệu thuốc cỡ lớn, đều treo băng rôn chúc mừng thuốc mới của Tiền thị lên kệ, thật sự là một đám chó liếm. Tống Thu khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Sở Trần cũng chú ý tới, cười nhạo một tiếng, vì đả kích Bắc Trần, Tiền thị thật sự là dốc hết sức lực a, các người nói Tiền thị, là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Nam Cung Quân nhịn không được tò mò hỏi một tiếng. Chẳng qua chỉ là một tên cẩu bối cố gắng ỷ thế hiếp người mà thôi. Sở Trần khoát tay áo, không đáng nhắc tới. Lời vừa dứt, nhiệt độ trong xe phảng phất đột nhiên giảm xuống không ít. Sở Trần giật mình một cái. Anh đột nhiên nghĩ đến, ở trước mặt Quân tỷ tỷ, cũng không thể dễ dàng dùng bốn chữ, ỷ thế hiếp người, Quân tỷ tỷ đang, dưỡng thế. Chuyện này phải bắt đầu từ ước hẹn đánh cược của anh rể cùng Tiền lão gia tử. Tống Thu chủ động nói ra sự tình trải qua. Trần Trần thua, liền phải rời khỏi Thiền Thành. Liễu nghi của Nam Cung Quân nhấc lên. Quân tỷ tỷ yên tâm, chúng tôi đã có đối sách rồi. Tống Nhan mỉm cười, Tống Thu kỳ quái liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tống Nhan tự tin như vậy, nhưng Tiền thị rõ ràng khí thế mãnh liệt. Hôm nay phỏng chừng không có bất kỳ người nào coi trọng thuốc của Bắc Trần có thể thành công ở thị trường Thiền Thành. Ánh mắt của cả giới kinh doanh Thiền Thành đều tập trung vào trò chơi này của Bắc Trần cùng Tiền thị, đương nhiên, trong mắt mọi người, đây là một hồi nghiền ép không chút hồi hộp. Đối diện tòa nhà Kim Bãi, khách sạn Thụy Cầm, Tiền Bộ Thiệu mặc một thân Âu phục màu đỏ, tinh thần phấn chấn, tự mình đứng ở đại sảnh khách sạn, nghênh đón ông chủ các hiệu thuốc đến dự tiệc. Hoan nghênh, khuôn mặt Tiền Bộ Thiệu nở nụ cười, nhìn một người đàn ông trung niên bụng to ở phía trước, lúc này bước nhanh lên nghênh đón, ông chủ Hà, chào buổi sáng a. Hiệu thuốc Hà gia, ở Thiền Thành cũng có lịch sử nhất định, hơn 10 chi nhánh, làm ăn phát đạt. Ông chủ Hà cũng cười ha ha, chúc mừng cậu, cháu trai Tiền Thế. Hai người hàn huyên một trận, còn có một giờ nữa. Chính là thời gian thuốc mới của Tiền thị chính thức lên kệ, các hiệu thuốc Hà thị chúng ta đều đã chuẩn bị xong, đến lúc đó, múa sư khánh hạc, chiêng trống vang trời, nhất định tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Ông chủ Hà nháy mắt với Tiền Bộ Thiệu, về phần cái gì dưỡng sinh hoàn Bắc Trần ở đối diện, để cho bọn họ giữ lại tự mình ăn đi. Thần sắc Tiền Bộ Thiệu vui vẻ, đa tạ ông chủ Hà bước vào thuê phòng uống trà. Ông chủ Hà mỉm cười gật đầu, hôm nay cũng nhàn rỗi. Dứt khoát đến xem một vở kịch hay. Nhất định sẽ không làm ông chủ Hà thất vọng. Tiếp theo, có một vài khách đến, hầu như tất cả đều là các cuộc trò chuyện tương tự. Dược phẩm Hạ gia ở Dương Thành có thanh danh nhất định, thế nhưng, Cường Long không địch lại bọn rắn độc, hắn đi tới Thiền Thành, phải nằm sấp. Người phụ trách dược phẩm Bắc Trần đêm qua còn không hết hy vọng, thế nhưng còn tới liên lạc với tôi. Ha ha, hiệu thuốc của tôi coi như là một hộp thuốc cũng không có, cũng sẽ không nhập hàng của Bắc Trần. Sở Trần ở trong giới võ sư lăn lộn như diều gặp gió, nghe nói ngày hôm qua còn đoạt quán quân sư vương tranh bá, thế nhưng, hắn tựa hồ đã quên, giới dược phẩm cùng giới võ sư là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đây cũng không phải dựa vào nắm đấm là có thể lấy xuống. Tôi trực tiếp nói, Sở Trần cút ra khỏi Thiền Thành. Nụ cười trên khuôn mặt Tiền Bộ Thiệu càng tăng lên, 9 giờ 30 phút, Vinh Đông thong dong đến muộn, nhưng mà, còn ở thật xa liền phát ra thanh âm chúc mừng. Tâm tình Tiền Bộ Thiệu vừa vặn, cất bước đi lên. Tiền đại ca, hôm nay, ổn chứ? Vinh Đông không thể chờ đợi được hỏi. Tiền Bộ Thiệu cười ha hả, tự tin một chút, loại bỏ chứ, đi. Ánh mắt Vinh Đông sáng lên. Sự thật chứng minh, giới dược phẩm Thiền Thành, trên dưới một lòng, thùng sắt một khối, bất kỳ thế lực bên ngoài nào cũng đừng hòng chen chân vào. Tiền Bộ Thiệu nói, còn có nửa giờ nữa, thuốc mới của Tiền thị chính thức lên kệ, nhưng mà... Nhìn thấy thương nhân hiệu thuốc có thực lực ở Thiền Thành, thương nhân kênh, thương nhân dược phẩm, đớ vượt qua 8 phần tụ tập ở chỗ này, tất cả mọi người tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ không lên kệ cho dù là một hộp thuốc Bắc Trần, Sở Trần, lấy gì để chiến đấu với tôi? Vinh Đông cười hắc hắc, lần này, Sở Trần cuối cùng cũng muốn bại. Trong nháy mắt Vinh Đông cúi đầu, âm thầm lo lắng. Sở Trần không để hắn làm cái gì, cục diện hôm nay, Sở Trần sẽ phá như thế nào? Vinh Đông âm thầm thở dài, đi vào, trong lòng đột nhiên toát ra suy nghĩ, mình có thể âm thầm xúi dục mấy hiệu thuốc thương gia hay không, giúp Sở Trần. Vinh Đông đột nhiên lại có tinh thần, sải bước đi vào phòng riêng. Trước cửa khách sạn lớn Thụy Cẩm, còn treo mấy cái biểu ngữ to chói mắt vô cùng, chúc mừng thuốc mới của Tiền thị lên kệ. Ngược lại, dược phẩm Bắc Trần thì có chút sầu muộn,
Hạ Ngôn Hoan và Hạ Bắc tuy rằng sáng sớm đã tới công ty, nhưng lại nhốt mình trong văn phòng, không có bất kỳ động tĩnh gì trong mắt các nhân viên Bắc Trần, đây là một sự đầu hàng trá hình. Ai, chúng ta cũng nhanh dọn dẹp đi. Có người mở miệng, dọn dẹp cái gì, các người không phải còn ôm tâm lý may mắn gì chứ. Hôm nay thuốc của Bắc Trần không có cách nào mở ra thị trường Thiền Thành, sở tổng của chúng ta sẽ rời khỏi Thiền Thành, Bắc Trần cũng tương đương với xong đời, chúng ta không có khả năng còn có thể ở lại chỗ này. Một trận thanh âm thở dài vang lên, phúc lợi của Bắc Trần so với các công ty khác trong ngành, thật sự là quá lương tâm. Vốn còn nghĩ có thể theo hai ông chủ trẻ tuổi đại triển quyền cước, ai? Bắc Trần tuy rằng vừa mới thành lập, nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta cùng nhau phấn đấu, mặc kệ như thế nào, tôi đều sẽ cùng ông chủ đi hết đoạn đường cuối cùng này. Tại thời điểm này, cánh cửa văn phòng mở ra, ánh mắt mọi người nhìn qua. Quản lý Đặng, anh đây là, một cô gái khoảng 30 tuổi, mi thanh mục tú theo bản năng hỏi, cô ta tên là Chu Tú Nhu, làm nghề dược phẩm cũng có gần 5 năm, chức vụ ở Bắc Trần là giám đốc chế dược. Đặng Anh Tài ôm một cái dương. Thở dài một tiếng, thất bại của Bắc Trần, tôi thân là quản lý, phải chịu trách nhiệm chủ yếu, cho nên, tôi tự nhận lỗi từ chức, thư từ chức đặt trên mặt bàn của tỏi, mọi người, tạm biệt. Chu Tú Nhu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng, dù sao, cô cũng không có lý do gì để Đặng Anh Tài ở lại. Quản lý Đặng đều đi rồi, giải tán, tôi cũng đi dọn dẹp, lòng người tan rã. Đặng Anh Tài đi tới cửa Bắc Trần, đột nhiên xoay người, nói với mọi người nói. Mọi người đều là nhân tài hiếm có, chờ tôi tìm được ông chủ mới, tôi sẽ giới thiệu mọi người qua, nếu không, mọi người hiện tại có muốn đi cùng tôi không? Đây là suy nghĩ của Đặng Anh Tài, Tiền Thị sắp lấy tư thái nghiền ép giết chết Bắc Trần. Nếu như lúc này hắn còn bắt cóc nhân viên của Bắc Trần, vậy càng thêm cho Bắc Trần một kích chí mạng. Coi như là nước cờ đầu hắn chính thức nhập vào Tiền Thị. Mọi người hai mắt nhìn nhau, quản lý Đặng tự nhận lỗi từ chức, họ có thể hiểu. Nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại, hỏi có ai đi cùng hắn hay không, vậy thì có chút quỷ dị. Chu Tú Nhu nhíu mày một chút, quản lý Đặng, như vậy không ổn thỏa. Đặng Anh Tài trầm giọng nói, dù sao Bắc Trần sắp tan rã, tôi thật sự không muốn nhìn mọi người thất nghiệp, muốn tìm cho mọi người một công việc mà thôi. Tôi biết trong số mọi người không ít người trong nhà có già có trẻ, một sổ còn thuê nhà, mua xe, áp lực bao nhiêu a. Hiện tại rời khỏi Bắc Trần, coi như là một bày tỏ thái độ, nếu không ở Thiền Thành, chúng ta chỉ sợ rất khó tìm một công việc khác. Không ít người thần sắc đều hơi biến đổi. Câu nói cuối cùng của Đặng Anh Tài, bọn họ đều hiểu. Tỏ thái độ, hai chữ Đặng Anh Tài đã được biểu đạt rất rõ ràng. Cả thương giới Thiền Thành đều biết hôm nay là ngày gì, thậm chí, đứng ở vị trí bên cửa sổ công ty nhìn thoáng qua khách sạn Thụy Cẩm đối diện quốc lộ, đều có thể nhìn thấy biểu ngữ chúc mừng không kiêng nể gì của Tiền Thị, chói mặt vô cùng. Nếu hai quân giao chiến, đó chính là khoe khoang từ quân địch. Nhân viên dược phẩm Bắc Trần nếu như lúc này đều lựa chọn rời đi, vậy đối với Bắc Trần mà nói, không thể nghi ngờ là một kích chí mạng, hơn nữa còn trực tiếp đóng đinh công ty dược phẩm Bắc Trần vào cột xi nhục. Đặng Anh Tài, anh có ý gì vậy? Khuôn mặt Chu Tú Nhu trầm xuống, hôm nay là thời khắc quan trọng của dược phẩm Bắc Trần, Đặng Anh Tài vừa mới nói lời từ chức, lại vào lúc này lại nói ra những lời dao động ý chí chiến đấu, ý tứ rõ ràng. Đặng Anh Tài cười ha hả, tôi có ý gì? Tôi ngược lại phải hỏi cô có ý gì? Biết rõ nếu kiên trì tiếp tục, sẽ triệt để đắc tội với Tiền Thị, vậy có ý nghĩa gì? Đám người chúng ta nếu như không kịp thời tỏ thái độ, sẽ ở giới y dược Thiền Thành không có chỗ đứng, chúng ta chính là nhân vật nhỏ, trong lòng nghĩ chính là chén cơm ngày mai, cô ngàn vạn lần đừng nói với tôi cái gì trung thành với Bắc Trần. Thật buồn cười, không ít người đều toát ra vẻ dao động, Chu Tú Nhu trầm mặt mờ miệng. Tôi không hiểu định nghĩa về cái gọi y à trung thành và bát cơm trong miệng anh, nhưng tôi biết đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của một nhân viên nơi làm việc là gì. Nếu tôi đã lựa chọn vào Bắc Trần, thì có nghĩa vụ và trách nhiệm làm tốt công việc của mình. Đặng Anh Tài, anh muốn đi ai cũng không ngăn được anh, nhưng mà, nếu anh còn ở đây, tôi chỉ có thể để bảo vệ đến mời anh ra ngoài. Đặng Anh Tài cười lạnh, cầm dương, ngẩng đầu đảo qua mọi người, thời gian một phút, có ai đi cùng tôi không? Mọi người trầm mặc một hồi, tôi cũng đi, xin lỗi, nhà tôi ở Thiền Thành, tôi không thể thất nghiệp. Rất xin lỗi, nhưng tôi cũng phải nuôi sống gia đình. Lục tục có gần 10 người, đi tới trước mặt Đặng Anh Tài. Mọi người đi thu thập đồ đạc của mình, động tác nhanh lên chút. Đặng Anh Tài lên tiếng,
Thang máy vang lên, mấy người cất bước đi vào. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn qua, thần sắc khác nhau. Sở Tổng, quản lý Tống. Chu Tú Nhu cúi đầu, thực xin lỗi. Chị Nhu, xảy ra chuyện gì? Tống Nhan hỏi một tiếng. Chu Tú Nhu nói ra sự tình trải qua. Nam Cung Quân nở nụ cười, nhìn Sở Trần, Trần Trần, tình hình của công ty này của ngươi tựa hồ không tốt lắm sao? Sở Trần xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, trực liếc mắt nhìn những người còn lại, hiện tại, còn có người muốn rời khỏi Bắc Trần. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn năm người đi ra. Sở Tổng, anh cũng không thể trách chúng tôi cũng có khó khăn của chúng tôi. Đặng Anh Tài nói, Sở Trần híp cười, đi thong thả không tiễn. Đặng Anh Tài ỉ dẫn theo hơn 10 người rời khỏi Bắc Trần. Hạ Bắc và Hạ Ngôn Hoan đẩy cửa đi ra, thần thái cũng không ngưng trọng như mọi người tưởng tượng. Trần ca, Hạ Bắc khuôn mặt mỉm cười, khi ánh mắt dừng trên người Nam Cung Quân, theo bản nàng ngây dại một chút. Nam Cung Quân là phụ nữ như vậy, mặc kệ đi tới đâu, đều là rất được chú ý, tồn tại như tiên tử. Đây là sư phụ của anh rể, thần tiên tỷ tỷ. Tống Thu khoe khoang giới thiệu bình thường. Hạ Bắc vội vàng hô một tiếng, thần tiên tỷ tỷ. Tiểu Bắc, Bắc Trần Cường sinh hoàn của chúng ta dự kiến mấy giờ sẽ chính thức lên kệ? Sở Trần hỏi, 10 giờ 30 phút, Hạ Bắc trầm giọng nói tất cả công việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Trần ca ra lệnh một tiếng, Bắc Trần, chính thức xuất phát. Một bên, Chu Tú Nhu muốn nói lại thôi, khuôn mặt toát ra ý đắng chát. Hạ Tổng tựa hồ còn không biết, cho tới bây giờ, Thiền Thành còn chưa có bất kỳ hiệu thuốc nào nhận thuốc của dược phẩm Bắc Trần. Con tàu Bắc Trần này, còn chưa khởi hành đã bị hỏng rồi. Tôi lại cố gắng một chút, Chu Tú Nhu hít sâu một hơi, mặc kệ như thế nào, mình đều phải làm tốt công việc của mình. Tôi trước tiên tuyên bố một chuyện, Sở Trần nhìn lướt qua những người ở đây, nhân viên còn lại ở Bắc Trần còn có gần 20 người, hai mắt toát ra tự tin, cất cao giọng nói, tôi rất cao hứng, mọi người cuối cùng đều lựa chọn Bắc Trần, bắt đầu từ hôm nay. Mọi người chính là thành viên nòng cốt nhất của Bắc Trần, không nói giả, bắt đầu từ tháng này tiền lương của tất cả mọi người đều tăng gấp đôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tăng gấp đôi, đãi ngộ của Bắc Trần vốn đã rất tốt rồi, tăng gấp đôi, đó là đãi ngộ mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Sở Tổng, Chu Tú Nhu không thể tin vào tai mình, Bắc Trần đều đã có tình huống này, Sở Tổng thế nhưng còn tảng lương cho bọn họ. Tất cả mọi người đều kích động. Mặc kệ sau này như thế nào, họ quyết định ở lại là đúng đắn. Cảm ơn Sở Tổng, chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc chảm chỉ, báo đáp công ty. Bắc Trần cố lên, không ít người vung nắm đấm cổ động mình. Mọi người nhìn phía dưới, Đặng Anh Tài dẫn theo những người đó vào khách sạn Thủy Cầm. Trong lúc bất chợt có người kinh hô, lập tức phẫn nộ, mẹ nó, cậu tặc Đặng Anh Tài kia, hắn đã sớm nương nhờ Tiền Thị. Quá không có đạo đức, ngay cả đạo đức nghề nghiệp cơ bản cũng không có. Ta hiểu rồi, Tiền Thị lúc trước đối với động tác của chúng ta rõ như lòng bàn tay, chính là bởi vì Đặng Anh Tài tiết lộ ra ngoài. Tiểu nhân hèn hạ, bây giờ tôi nhớ lại câu nói giả dối vừa rồi của hắn, tự nhận lỗi từ chức muốn nôn mửa. Sở Tổng Hạ Tổng, hai người nói một câu, mấy anh em chúng tôi cho hắn một bài học. Sở Trần mỉm cười lắc đầu, đè tay một chút, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Hành động của Đặng Anh Tài, chúng tôi đã sớm biết, đáng tiếc, cho hắn cơ hội. Hắn cũng không có ý định quý trọng. Sở Trần nói, tiết lộ bí mật thương mại, hắn sẽ nhận được thư của luật sư. Bây giờ mọi người còn có việc khác để làm, trước tiên mặc kệ Đặng Anh Tài. Sở Trần nhìn về phía Hạ Bắc, Hạ Bắc vỗ vỗ bàn tay, đi tới bên cửa sổ, chỉ vào phía dưới, cất cao giọng nói, mọi người thấy phương trận đoàn xe phía dưới không? Hạ Bắc quay đầu lại, hăng hái, đó là đoàn xe thuộc về Bắc Trần, bên trong, là thuốc mỡ ổ của Bắc Trần. Bọn họ sẽ từ tòa nhà cầm bãi, tỏa đi bã đầu bốn phương tám hướng, trải rộng khắp thành phố. Con người Chu Tú Nhu nhìn xuống, khó có thể tin nhìn Hạ Bắc. Bọn họ hiện tại ngay cả một đơn đặt hàng cũng không có, Hạ Tổng lấy đâu ra tự tin. Hạ Bắc lấy ra một sấp phong bì, mấu trên phong bì tương ứng với mỗi một chiếc xe phía dưới. Mọi người từng người đi lên, hai người một tổ, lấy một phong bì, sau khi xuống lầu thì ý yên xe, nghe mệnh lệnh của tôi. Lại mở phong bì ra, tự nhiên có thể nhìn thấy lộ tuyến giao hàng của mình. Hạ Bắc thần bí cười, trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, đây cũng là một kinh hỉ mà công ty tặng cho mọi người. Hạ Bắc đưa phong bì đầu tiên cho Chu Tú Nhu, bắt đầu từ hôm nay, cô thay thế vị trí của Đặng Anh Tài, cố lên. Chu Tú Nhu thần sắc ngạc nhiên nhận lấy phong thư,
Hai vị lão tổng một bộ dáng bầy mưu tính kế tự tin, làm cho cô đều không khỏi sinh ra hoài nghi công việc của mình. Bắc Trần không phải là một đơn đặt hàng cũng không có sao. Đoàn xe này sẽ đi đâu? Phong thư trong tay phảng phất như có ngàn cân treo sợi tóc. Chu Tú Nhu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là Hạ Tổng để cho đám người mình trực tiếp kéo thuốc mới làm sẵn đến các hiệu thuốc lớn, bán tại chỗ. Tỷ lệ thành công như vậy cũng sẽ không cao. Mọi người hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không ít người đều nghĩ đến một khối. Chu Tú Nhu cắn răng gật đầu, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tổng yên tâm, chúng tôi nhất định dốc hết khả năng. Tôi cũng không tin bằng cái lưỡi ba tấc không nát của tôi, còn không thể bán bác Trần Cường sinh hoàn ra ngoài. Thiên Thành nhiều hiệu thuốc như vậy, chúng ta đi thêm mấy hiệu, chưa chắc không có cơ hội. Chu Tú Nhu dẫn đội, nhân viên bác Trần ý chí chiến đấu cao ngất đi ra ngoài. Sở Trần và Hạ Bác liếc nhau một cái. Trần ca, bọn họ có phải có hiểu lầm gì không? Hạ Bác cẩn thận hỏi. Sở Trần mỉm cười, có thể ở lại đến bây giờ, là nhân viên thật sự có trách nhiệm với bác Trần. Chúng ta quả thật nên cho bọn họ một kinh hỉ như vậy. Đúng rồi, ai đã lên kế hoạch cho kế hoạch này? Hạ Bác cười hắc hắc, là tôi, thế nào, Trần ca, không nghĩ tới. Sở Trần giơ ngón tay cái lẽn, thật không hổ là tam thiếu gia Hạ gia. Tất cả mọi người cười, chúng ta vừa uống trà vừa chờ đi. Đồng thời, khách sạn Thụy Cầm, đoàn người Đặng Anh Tài đi vào, Tiền Bộ Thiệu lập tức cười nghênh đón, hoan nghênh anh hùng của chúng ta chiến thắng trở về. Đồng thời, Tiền Bộ Thiệu nói với mọi người bên cạnh Đặng Anh Tài, đây là một lựa chọn sáng suốt nhất trong đời này mọi người, bắt đầu từ ngày mai, mọi người đều vào làm ở dược phẩm tiền thị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.